MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 176. Tần Thiên Thập Tam Tông, cách mỗi ngàn năm, liền tuyển nhận đệ tử một lần, là Tần Thiên Tinh Vực vô số thiên kiêu trong lòng thịnh hội, cũng là vô số thiên kiêu nhất phi trùng thiên thời gian. Rất nhanh, khoảng cách khảo hạch này, còn có 3 ngày. Một ngày này, trận trận tiếng chuông, ở Vạn Linh Thành truyền ra. Đi, là Tần Thiên Thập Tam Tông lệnh triệu tập, hẳn là muốn tuyên bố khảo hạch quy tắc. Pháp Tổ nói, mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về tiếng chuông vang lên phương hướng đi. Ở Vạn Linh Thành trung gian, có một mảnh rộng rãi vô cùng đất trống, nơi này, vốn là một mảnh to lớn vô cùng phường thị, nhưng trong khoảng thời gian này, phường thị triệt hạ, bị dùng làm khảo hạch. Mảnh đất trống này, quá lớn, coi như đồng thời dung nạp hơn ước người, đều không có một chút vấn đề. Rất nhanh, mảnh đất trống này, đã bu đầy người. Không chỉ có muốn tham gia khảo hạch tuổi trẻ thiên kiêu, còn thật nhiều người xem náo nhiệt. Trên thực tế, người xem náo nhiệt, muốn so tham gia khảo hạch người, nhiều hơn nhiều. Bá, bá. Lúc này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hiện trường an tĩnh lại. Còn có 3 ngày, liền muốn khảo hạch, hiện tại, ta đem một lần này khảo hạch tình huống cụ thể, cùng quy tắc, nói một chút. Trên bầu trời, một cái uy nghiêm đại hán mở miệng. Hiện trường im ắng, đám người an tĩnh nghe, sợ hãi bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Loại này tham gia khảo hạch thân phận ngọc bài, các ngươi mỗi người, hẳn là đều có. Đại hán trung niên trong tay, xuất ra một khối ngọc bài, cùng Lục Minh bọn họ bắt được, gần như giống nhau, chỉ là phía trên đồ án, không giống nhau. 3 ngày sau đó, khảo hạch thời gian vừa đến lúc đó, chỉ cần các ngươi ở trong Vạn Linh Thành, mặc kệ ở Vạn Linh Thành bất kỳ địa phương nào, khối ngọc bài này, đều có thể đem bọn ngươi đưa đến một cái không gian ảo, chúng ta xưng là mộng cảnh không gian. Ở mộng cảnh không gian bên trong, mọi thứ đều là hư nghĩ, chỉ là tinh thần của các ngươi ý thức, tiến vào bên trong, hơn nữa, ở mộng cảnh không gian bên trong, tu vi của các ngươi, đều sẽ bị áp chế đến hư thần cảnh nhất trọng cảnh giới. Nếu như bản thân, chính là hư thần cảnh nhất trọng cảnh giới, vậy liền sẽ không thay đổi, nếu như bản thân, tu vi không đủ hư thần cảnh nhất trọng, cũng sẽ không biến. Bất quá, tu vi của các ngươi, mặc dù đều bị áp chế đến hư thần cảnh nhất trọng, nhưng là thần lực thuộc tính, là sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi nắm trong tay là vương phẩm thần lực, ở bên trong, vẫn là vương phẩm thần lực, nếu như là thánh phẩm thần lực, vẫn là thánh phẩm thần lực. Khảo hạch, tổng cộng chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất, mộng cảnh không gian, sẽ chia làm 20 khối khu vực, tất cả tham gia khảo hạch người, sẽ bình quân phân đến 20 khối khu vực, tiến hành chém giết. Bất quá, có một chút, các ngươi có thể yên tâm, khi tiến vào cái kia 20 khối khu vực tiến hành chém giết trước đó, các ngươi sẽ tiến vào một cái đặc thù địa vực, nơi đó, thật nhiều không trọn vẹn thần ký, những cái này không trọn vẹn thần ký, cho dù là hư thần cảnh nhất trọng tu vi, cũng có thể tu luyện bộc phát ra uy lực. Các ngươi bắt đầu, sẽ có 1 năm thời gian đi lĩnh ngộ không trọn vẹn thần ký, sau đó, mới có thể tiến vào cái kia 20 khu vực, tiến hành chém giết, đến quyết định xếp hạng. Một lần này, chúng ta thống kê ra, toàn bộ Tần Thiên Tinh Vực, mấy trăm tinh hà, tổng cộng có hơn 100 vạn người hai bên tham gia khảo hạch, đến lúc đó, mỗi một khối khu vực, đều sẽ có 5 vạn người. 5 vạn người chém giết lẫn nhau, quy tắc chính là, mỗi giết đối phương một người, liền có thể thu hoạch được một cái tích phân, đồng thời, chiếm lấy trên người đối phương tích phân một nửa, mỗi người, có 2 cái mạng, cũng chính là 2 lần cơ hội. Cuối cùng, mỗi một cái khu vực 100 người đứng đầu, mới có thể tham gia vòng tiếp theo, không có tiến vào 100 người đứng đầu, đào thải. Đại hán trung niên, một hơi, đem tất cả quy tắc, đều nói ra, sau khi nói xong, hắn ngừng lại, để đám người tiêu hóa một chút. Thì ra là thế. Lục Minh trong lòng hơi động, trong lòng tổng kết một lần. Lần này khảo hạch, nói đến, cũng rất đơn giản, chia làm 2 vòng. Tổng cộng có 100 vạn người tham gia, thân phận ngọc bài, sẽ dẫn bọn hắn tiến vào mộng cảnh không gian, ở bên trong, bị đánh giết, sẽ không thực chết đi, mà tu vi, đều muốn áp chế ở hư thần nhất trọng. Đương nhiên, như Lục Minh dạng này không đủ hư thần cảnh nhất trọng, chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Sau đó, bọn họ trước đó có 1 năm thời gian, lĩnh hội không trọn vẹn thần ký, sau đó hơn 100 vạn người, tiến vào 20 khu vực, mỗi một khu vực, có hơn 5 vạn người, hơn 5 vạn người chém giết lẫn nhau, thu hoạch tích phân trước 100, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Hơn nữa, mỗi người có 2 lần cơ hội.
Cái này cũng là để cho công bằng, miễn cho có chút thiên kiêu, ngay từ đầu liền đụng phải địch nhân cường đại, bị chém giết, vậy thì có chút oan. Lại có hơn 100 vạn người tham gia. Lục Minh cũng là thầm giận mình. Một lát sau, đám người tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, đại hán trung niên tiếp tục mở miệng. Vòng thứ nhất, bị đào thải, cũng không nhất định hoàn toàn không có cơ hội gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, thu hoạch được cao hơn tích phân, đều sẽ có cơ hội được Thập Tam Tông chọn chúng. Đương nhiên, biểu hiện càng tốt, tự nhiên càng sẽ được coi trọng. Tốt rồi, sự tình nói tới chỗ này, cụ thể quy tắc, ngọc bài của các ngươi bên trên, về sau cũng sẽ hiện ra, chính các ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi, có thể có cái gì nghi vấn. Đại hán trung niên nói xong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tiền bối, ta có nghi vấn. Lúc này, một thanh niên mở miệng. Nói. Đại hán trung niên nói. Tiền bối, tại sao phải đem tu vi áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, ta tu luyện tới hư thần cảnh lục trọng, há không phải không cách nào phát huy ra. Thanh niên kia nói. Hư thần cảnh lục trọng, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thiên tài? Đại hán trung niên hỏi lại. Thanh niên kia không nói gì, bất quá biểu lộ rõ ràng chấp nhận. Tu vi, mãi mãi cũng không có nghĩa là thiên phú, ta có thể nói cho các ngươi biết, ở trong Tần Thiên Thập Tam Tông, tu luyện vạn năm trong vòng đạt tới hư thần cảnh lục trọng, vừa nắm một bó to, đầy đường. Coi như tu luyện vạn năm chân thần cảnh tu vi, đều có rất nhiều, thậm chí, có ít người đã đạt tới tiên thần cảnh, ngươi cái này hư thần cảnh cửu trọng, tính là gì? Tần Thiên Thập Tam Tông, sẽ thiếu một cái hư thần cảnh lục trọng người. Chỉ cần Tần Thiên Thập Tam Tông một tiếng hiệu lệnh, Tần Thiên Tinh Vực, có thể triệu tập bao nhiêu hư thần lục trọng tồn tại. Đại hán trung niên, liên tục hỏi lại, để thanh niên kia cứng họng, nói không ra lời. Tăng cao tu vi, có rất nhiều biện pháp tăng lên, có thiên tài địa bảo, có chút kỳ ngộ, hoặc là thời gian tu luyện lâu một chút, cho nên, tu vi, đối với Tần Thiên Thập Tam Tông mà nói, không có chút tác dụng chỗ. Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử, nhìn chúng chính là thiên phú, là tiềm lực, tu vi, có thừa biện pháp tăng lên. Mà đem bọn ngươi tất cả mọi người tu vi áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, cho các ngươi một năm thời gian, chính là khảo nghiệm thiên phú của các ngươi ngộ tính. Chỉ có ngộ tính thiên phú cao, mới có thể gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, rõ chưa? Đại hán trung niên nói. Thanh niên kia, mặt đỏ lên, không nói gì, hắn xuất thân một cái đại thế lực, bình thường tu luyện, tiêu hao không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có tu vi hiện tại. Nhưng ở Tần Thiên Thập Tam Tông, thiên tài địa bảo đâu có thiếu. Rất nhiều người, cũng lộ ra vẻ suy tư. Đích xác, tại loại này khảo hạch cơ chế phía dưới, mới có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú ngộ tính. Ở võ thần cảnh, ngộ tính thiên phú, là trọng yếu nhất. Cho nên, mới giữ lại bọn họ thần lực đẳng cấp, còn có cho một năm thời gian, để bọn hắn lĩnh hồi không trọn vẹn thần kỹ, sau đó lại tiến hành chém giết. Dạng này, thần lực đẳng cấp cao, ngộ tính mạnh người, liền có thể trổ hết tài năng. Nắm trong tay cao cấp thần lực, chính là thiên phú. Nhưng là, ngộ tính cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì, thần lực đẳng cấp, cũng không phải là trời sinh, là có thể tu luyện. Một chút đáng sợ tinh diệu thần công, hoàn toàn có thể tu luyện ra vương phẩm thần lực, thánh phẩm thần lực, thậm chí thần phẩm thần lực. Tần Thiên Thập Tam Tông bên trong, đều có loại này đáng sợ thần công, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, liền có thể tu luyện ra cao cấp thần lực. Nghe nói, ba đại bá chủ thế lực chấn tông thần công, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tu luyện ra thần phẩm thần lực. Cho nên, một người, nếu như bây giờ thần lực đẳng cấp không cao, nhưng là ngộ tính kinh người, về sau tiền đồ, cũng không thể đo lường. Đương nhiên, có ít người, không có tu luyện những cái này thần công, tự nhiên là tu luyện ra cao cấp thần lực, cũng rất nhiều rất nhiều. Như Lục Minh, Đồng Tích Nhi đám người, cũng là dạng này. Tần Thiên Thập Tam Tông muốn chiêu thu nhận đệ tử, một là thần lực đẳng cấp cao, một cái, chính là ngộ tính siêu tuyệt. Còn có, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có ít người, vốn là xuất thân một chút đại thế lực, có lẽ đã sớm tu luyện một chút không trọn vẹn thần kỹ, nhưng là ở mộng cảnh không gian bên trong, các ngươi lúc đầu tu luyện không trọn vẹn thần kỹ, đều không cho sử dụng, chỉ có thể sử dụng ở mộng cảnh không gian tìm hiểu không trọn vẹn thần kỹ, một khi trái với, trực tiếp đào thải, Tần Thiên Thập Tam Tông, vĩnh viễn sẽ không tuyển nhận, rõ chưa? Đại hán trung niên thanh âm truyền khắp toàn trường. Minh bạch. Rất nhiều người lớn tiếng nói. Tốt, liền giảng đến nơi đây, chúc các người may mắn. Nói xong, đại hán trung niên đám người, quay người rời đi. Đại hán trung niên đám người rời đi sau, trên quảng trường những người khác, cũng chậm chậm tán đi, Lục Minh bọn họ,
cũng quay trở về cư trú chi địa. Ở trở về cư trú chi địa không lâu, khối kia ngọc bài bên trên, quả nhiên xuất hiện một đoạn lớn tin tức, cũng là liên quan tới lần khảo hạch này, còn có một số quy tắc giới thiệu. Lục Minh bọn họ, lại tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, sau đó tích cực chuẩn bị. Còn có 3 ngày thời gian, khảo hạch liền muốn bắt đầu, không chỉ có là bọn họ, tất cả mọi người, đều đang tích cực chuẩn bị. Một gian to lớn biệt viện bên trong, đứng đấy một đám người này, nguyên một đám dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân như kim loại điêu đúc mà thành. Những người này, chính là hồng hoang vũ trụ đáng sợ đại tộc, Kim Cương tộc một chi. Kim Cương tộc, chính là hồng hoang vũ trụ vô cùng cường thịnh đại tộc, ở hồng hoang vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, có thể xếp vào trước 10.000 tên. Hồng hoang vũ trụ, có 1/vạn tộc bảng, liệt kê hồng hoang vũ trụ cường đại nhất 10.000 cái hạt giống tộc, Kim Cương tộc, liền ở trong đó. Bất quá, Kim Cương tộc tổng tộc, không ở tần thiên tinh vực, liếc mắt một cái chi mạch mà thôi. Giờ phút này, mấy chục cái Kim Cương tộc, như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đồng dạng, vây quanh một thanh niên Kim Cương tộc. Người thanh niên này Kim Cương tộc, dáng người càng thêm khôi ngô, khoảng chừng cao 3 mét. Kim Thánh, ngươi là ta Kim Cương tộc tần thiên chi mạch 10.000 năm thiên tài khó gặp, một lần này, tần thiên thập tam tông khảo hạch, ngươi nhất định phải lấy được 3 vị trí đầu, gia nhập 3 đại bá chủ thế lực. Một cái lão niên Kim Cương tộc phân phó. Tộc trưởng yên tâm, 3 vị trí đầu mà thôi, ta có hoàn toàn chắc chắn. Kim Thánh phi thường tự tin cười nói. Vạn Linh Thành trên một ngọn núi lớn, nơi này, bị một đám hổ nhân tộc mua xuống tới. Hổ nhân tộc, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong, chỉ là tiểu tộc mà thôi, xa xa vào không được trước 10.000 tên, nhưng là ở tần thiên tinh vực, hổ nhân tộc thực lực, không thể khinh thường. Giống. Đỉnh núi, một cái tuổi trẻ hổ nhân ngửa mặt lên trời gào to, phong vân khuấy động, khí thế như điên. Hạng 3, không, ta muốn trùng kích người thứ nhất. Trẻ tuổi hổ nhân, ánh mắt như điện, tràn đầy vương bá chi khí. Vạn Linh Thành phía bắc, có một mặt hồ đỗ, hồ nước không lớn, nhưng là vô cùng sạch sẽ, như một chiếc gương đồng dạng, có thể thấy rõ ràng trong hồ cá. Ở bên bờ hồ, có một tòa đơn giản đình đài. Giờ phút này, đình đài bên trong, có 2 đạo bóng người, nhìn qua mặt hồ bình tĩnh. Một cái trắng bệch lão giả, một thân trường sam màu trắng, tiên phong đạo cốt. Một người khác, chính là một cái thoạt nhìn 20 mấy tuổi thanh niên, người thanh niên này, tướng mạo anh tuấn, đồng dạng cũng là một bộ áo trắng, như một cái phiên phiên giai công tử. Diệp Nhi, một lần này tần thiên thập tam tông khảo hạch, ngươi nhưng có lòng tin. Lão giả hỏi thanh niên. Thanh niên, tên là Lệnh Hồ Diệp. Dựa theo lần này quy tắc, ta có 10 phần lòng tin, đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lệnh Hồ Diệp mở miệng, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào vẻ kiêu ngạo, phảng phất trình bày một sự thật mà thôi. Tốt, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần toàn lực phát huy, đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, hơn nữa, nhất định có thể tiến vào 3 đại bá chủ thế lực, thậm chí lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Lão giả tóc trắng vuốt râu nói, nhìn về phía Lệnh Hồ Diệp, phi thường hài lòng. Nếu là không tiến nhập mộng cảnh không gian, ở bên ngoài kịch chiến, Lệnh Hồ Diệp khả năng không có lớn như vậy ưu thế. Nhưng là, một lần này quy tắc, sẽ cho 1 năm thời gian lĩnh ngộ tu luyện không trọn vẹn thần ký, đây là Lệnh Hồ Diệp ưu thế lớn nhất. Lệnh Hồ Diệp ngộ tính, là lão giả vô số năm qua gặp qua mạnh nhất, mặc dù, Lệnh Hồ Diệp thần lực đẳng cấp không cao, đó là bởi vì, hắn thiếu khuyết cơ duyên và thần công mà thôi, nhưng là Lệnh Hồ Diệp kinh khủng ngộ tính, hoàn toàn có thể bù đắp lại. Lão giả tràn ngập chờ mong, chỉ cần Lệnh Hồ Diệp gia nhập 3 đại bá chủ thế lực, lấy được trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện thần công diệu pháp, Lệnh Hồ Diệp nhất định có thể bộc phát, bước vào kinh khủng cảnh giới. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán không người, hội tụ ở trong một gian phòng, trình viên hình, ngồi xếp bằng. Tham gia khảo hạch, không cần đi nào đó một cái địa điểm, chỉ cần ở trong Vạn Linh Thành. Cái kia thân phận ngọc bài, liền có thể đem bọn hắn đưa vào đến mộng cảnh không gian. Ông. Lúc này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh trong tay bọn họ ngọc bài, khẽ chấn động lên, tản mát ra thôi sáng quang huy, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Đón lấy, một đạo quang trụ, từ trong ngọc bài rơi xuống, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó, Lục Minh đám người cảm giác tinh thần linh hồn bị rút ra cách, bay vào ngọc bài bên trong, trước mắt đen kịt một màu. Cơ hồ là nháy mắt về sau, bọn họ 2 mắt tỏa sáng, bọn họ mở 2 mắt ra. Đây là... Vừa mở 2 mắt ra, bọn họ phát hiện,
Giờ phút này bọn họ ở vào một tòa thật to bình đài phía trên, mà trước bình đài phương, thì là một mảnh thạch bi. Vô tận thạch bi, đứng sừng sững ở rộng lớn đại địa bên trên. Mỗi một tấm bia đá, đều có 100 mét cao, mỗi trên một tấm bia đá mặt, đều khắc lấy một chút văn tự cùng một chút đồ án. Nhiều lắm, bia đá số lượng nhiều lắm, nhìn một cái, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu khối. Tấm bia đá này bên trên, chính là không trọn vẹn thần ký sao. Lục Minh trong lòng hơi động. Bọn họ tiếp đó, muốn ở chỗ này đợi một năm, lĩnh hội tu luyện không trọn vẹn thần ký. Lúc này, Lục Minh phát hiện, trước ngực của bọn hắn, xuất hiện một mai huy chương bên trên, là một vùng phế tích đồ án, thành ngọc chất. Đây cũng là mục đích bọn họ. Khác biệt tinh hà người tiến vào, ngực đều có một mai bất đồng đồ án huy chương. Tu vi của ta, không biến hóa chút nào. Đón lấy, Lục Minh tinh tế cảm ngộ thể nội, phát hiện hắn tu vi, không biến hóa chút nào, vẫn là thất tinh thiên đế, chúa tể chi lực sôi trào mãnh liệt. Đương nhiên, bọn họ binh khí, chứ vật giới chỉ các loại, là không thể nào mang vào. Trên thực tế, lần tỷ thí này, vốn là không thể mang binh khí, muốn sử dụng binh khí, lợi dụng thần lực ngưng tụ, hoàn toàn dựa vào tự thân bản sự. Tu vi của các ngươi, bị áp chế sao? Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi cùng Đán Đán. Bị áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, bất quá thần lực đẳng cấp, không có biến hóa. Tạ Niệm Khanh nói, ta cũng vậy. Đồng Tích Nhi cũng gật gật đầu. Ta không có biến hóa. Đán Đán nói, hắn tu vi, vốn là ở hư thần cảnh nhất trọng, cho nên không có biến hóa. Lục Minh gật gật đầu, quả nhiên cùng trên quy tắc, nói một dạng. Giờ phút này, bình đài phía trên, rất nhiều người thân hình chớp động, hướng về những bia đá kia phóng đi. Thời gian có hạn, bọn họ chỉ có một năm thời gian. Một năm thời gian, dùng để lĩnh hội không trọn vẹn thần ký, quá ngắn. Bọn họ nhất định phải dành thời gian, tìm tới thích hợp bản thân không trọn vẹn thần ký, dành thời gian tu luyện. Mỗi nhiều tu luyện một khắc, nói không chừng hỏa hầu liền có thể sâu một phần, đến lúc đó cùng kẻ khác chém giết, liền có thể chiếm cứ ưu thế. Hơn 100 vạn người, xông vào mênh mông thạch bi bên trong, tìm kiếm thích hợp bản thân thần ký. Lục Minh bọn họ cũng xông phía dưới bình đài, hướng về thạch bi đi. Rất nhanh, sẽ đến khối thứ nhất bia đá to lớn phía dưới. Giờ phút này, tấm bia đá này phía dưới, đã có hai cái thanh niên tinh tế quan sát. Trên tấm bia đá, khắc lấy từng hàng chữ, còn có một vài bước đồ án. Đây là một loại trường pháp, khuynh hướng âm nhu, Lục Minh bọn họ nhìn qua hai lần, liền trực tiếp lướt qua. Không thích hợp. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn họ trong quá trình bước đi, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chủ yếu là Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai tỷ muội đi cùng một chỗ, thực sự quá tịnh lệ, hai người tướng mạo giống như đúc, khuynh thành tuyệt thế, nghĩ không thu hút ánh mắt người ta cũng rất khó. Thật đẹp hai nữ tử, hơn nữa giống như đúc. Các ngươi xem bọn họ huy chương, bọn họ là đến từ bạo loạn tinh hà, không nghĩ tới a, chỉ là bạo loạn tinh hà, lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Người nọ là ai, thế mà cùng xinh đẹp như vậy nữ tử đi cùng một chỗ. Bốn phía, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Đồng Tích Nhi, cũng coi là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là cùng Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người đứng chung một chỗ, nhưng có chút ảm đạm phai mờ. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người, từ khi phá nhập võ thần cảnh về sau, khí chất càng ngày càng siêu phàm thoát tục, cho dù dung nhan tương đối người, cũng phải bị bọn họ làm hạ thấp đi. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy ước ao ghen tị. Lục Minh bên người, mặc dù còn đi theo Đán Đán, nhưng Đán Đán con hàng này, một bộ 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, còn ăn mặc đạo bào, tự nhiên bị những người khác không để ý đến. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân sắc mặt hai người lạnh lùng, trực tiếp không để ý đến người bên cạnh ánh mắt, chuyên tâm tìm kiếm thích hợp thần ký. Thật đẹp hai nữ tử. Cách đó không xa, có 10 cái thân ảnh khôi ngô, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Mười mấy người này, toàn bộ đều là hổ nhân tộc tuấn kiệt. Hổ nhân tộc, cũng không phải là nguyên cái đầu cũng là lão hổ bộ dáng, cũng không phải là như thế. Bọn họ thoạt nhìn, cùng nhân tộc rất tương tự, nhưng là trên mặt có từng đầu vằn, chính là lão hổ vằn. Hơn nữa dáng người khôi ngô, nguyên một đám thân cao 2 mét trở lên, toàn thân mọc ra nồng đậm bộ lông. Mỹ nhân như thế, há có thể bỏ lỡ, đi, chúng ta đi làm quen một chút. Trong đó một cái có bộ lông màu vàng óng hổ nhân tộc thanh niên cười một tiếng, hướng về Lục Minh bọn họ đi tới, mặt khác 10 cái hổ nhân tộc thanh niên cười ha ha một tiếng, đi theo mà đến.
Thân hình lấp lóe, 10 cái hổ nhân tộc thanh niên ngăn tại Lục Minh trước người bọn họ. Lục Minh bọn họ cũng dừng lại. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, còn có Đồng Tích Nhi trên người liếc nhìn, hết sức lửa nóng. Bạo loạn tinh hà, không nghĩ tới a, chỉ là bạo loạn tinh hà, lại có như thế mỹ nhân, chúng ta chính là hổ nhân tộc thiên kiêu, ta gọi hổ mao, mỹ nữ, kết giao bằng hữu được không? Cái kia toàn thân có bộ lông màu vàng óng hổ nhân tộc thanh niên lộ ra nụ cười tự tin nói. Lục Minh cùng Đán Đán mấy người, kém chút cười ra tiếng. Hổ mao, cái tên này, thế nhưng là có đủ chiều sâu. Bất quá, Tạ Niệm Quân cũng không muốn cười, sắc mặt nàng lạnh lùng, quát lớn một tiếng lăn. Ai ô ô, tính tình vẫn rất liệt, bất quá, ta hổ nhân tộc thích nhất tính tình liệt, các huynh đệ, có phải hay không? Hổ mao lơ đánh, ngược lại trêu đùa nói. Không sai, tính tình càng ác liệt càng tốt, chơi đủ sức. Ha ha ha. Mặt khác hổ nhân tộc thanh niên, cười ha ha. Bên cạnh, những người khác một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, nhìn lại. Đã nói các ngươi đi, các ngươi nghe không được sao? Là lỗ tai điếc, hay là thế nào? Cút ngay lập tức. Lúc này, Lục Minh quát lớn. Hổ nhân tộc thanh niên, nụ cười trên mặt, lập tức biến mất, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái bạo loạn tinh hà rác rưởi, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy, chán sống bên ngoài đúng không? Cho ngươi thời gian 3 giây, tranh thủ thời gian ta cho, cút rất xa, ngươi có tư cách gì, đứng cùng hai vị mỹ nữ bên cạnh. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, nhao nhao bạo hống, trên người lấp lóe sát khí lạnh như băng. 3, 2, 1, Lục Minh khinh thường mở miệng, giúp đối phương số thời gian, 3 giây qua đi, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, khinh thường nói, một đám ngu ngốc. Khiêu khích, khinh thường, trào phúng. Đây là trần trụi trào phúng. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, trên người sát cơ bùng lên. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống nhận lầm, từ trường 100 miệng, bằng không thì, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hổ mao lửa giận, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng nanh. A, à, có bản lĩnh, động thủ a. À. Lục Minh khinh thường mở miệng. Ngươi... Hổ mao, còn có mặt khác hổ nhân tộc thanh niên, nguyên một đám trừng to mắt, nhìn hầm hầm Lục Minh. Nhưng là, bọn họ cũng không dám động thủ. Hiện tại khảo hạch, còn chưa có bắt đầu, ở một năm này lĩnh hội tu luyện không trọn vẹn thần ký quá trình bên trong, là không được phép động thủ, ai động thủ, người đó liền đã mất đi tư cách. Nếu không phải như thế, hổ mao đám người, đã sớm động thủ, đem Lục Minh xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ ta. Một năm sau khảo hạch bên trong, ngươi không nên đụng đến ta hổ nhân tộc người, bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hổ mao âm lãnh mở miệng, sau đó đối với những khác hổ nhân tộc nói các huynh đệ, đi thông chi tộc nhân khác, ở đằng sau khảo hạch bên trong, phàm là gặp được người này, giết không tha, hung hăng giết. Tốt, ta hổ nhân tộc nhiều người như vậy, hắn chết chắc. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Mặt khác hổ nhân tộc nhao nhao kêu lên. Một đám ngu ngốc, Tiểu Khanh, chúng ta đi. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, cùng Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán, trực tiếp lướt qua hổ nhân tộc người, hướng về rừng bia đá chỗ sâu đi. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, kém chút tức nổ phổi, răng cắn khanh khách vang. Tiểu tử này, quá vọng động rồi, lại dám đắc tội hổ nhân tộc thiên kiêu. Đoán chừng ở bạo loạn tinh hà, là đỉnh cấp thiên kiêu, ngang ngược quen rồi, nhưng là ở chỉ là một cái bạo loạn tinh hà xưng vương xưng bá, chạy đến toàn bộ tần thiên tinh vực, nên cái gì cũng không tính là. Không sai, hổ nhân tộc, thế nhưng là tần thiên tinh vực đại tộc, tần thiên tinh vực mấy trăm đầu tinh hà, hổ nhân tộc độc chiếm một đầu, thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói, một lần này, có mấy ngàn hổ nhân tộc thiên kiêu tham gia thập tam tông khảo hạch. Không sai, đích xác mấy ngàn người, đến lúc đó cho dù chia đều ở 20 khu vực, mỗi khu vực, hổ nhân tộc nhân số, cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa, ta còn nghe nói, hổ nhân tộc đời này bên trong, ra đời một cái tuyệt thế thiên kiêu, khống chế thánh phẩm thần lực, tiểu tử kia. Đem sẽ chết rất thê thảm. Ở trước mặt người đẹp, xính nhất thời uy phong, đúng là không khôn ngoan. Bốn phía, những cái kia thấy một màn như vậy người, nghị luận ầm ĩ. Những âm thanh này, tự nhiên cũng truyền đến Lục Minh trong tai, nhưng Lục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, không có để ý. Đến lúc đó phân đến 20 khu vực chém giết thời điểm, hổ nhân tộc nếu là tìm hắn để gây sự, hắn còn càng vui. Cho hắn đưa tích phân, hắn có cái gì không vui. Lục Minh bọn họ, ở trong tấm bia đá đi dạo, từng cục nhìn sang.
Không lâu sau đó, Tạ Niệm Quân đứng ở một khối thạch bi phía dưới. Tấm bia đá này phía trên, khắc lấy chính là một loại kiếm pháp, chỉ là nhìn một chút, thật giống như có thánh khiết kiếm quang bắn ra. Cũng không tệ một loại kiếm pháp, ta liền tuyển loại này. Tạ Niệm Quân nói, sau đó đứng ở dưới tấm bia đá, nghiêm túc quan sát. Lục Minh bọn họ, là tiếp tục tìm kiếm. Mảnh này rừng bia đá, phi thường lớn, có được số lượng cao không trọn vẹn thần ký. Công kích không trọn vẹn thần ký, phòng ngự loại không trọn vẹn thần ký, thân pháp loại không trọn vẹn thần ký. Không thiếu gì cả. Hơn một ngày về sau, Đán Đán, Đồng Tích Nhi đều rối rít tìm được thích hợp không trọn vẹn thần ký, tu luyện. Ta liền tu luyện loại kiếm pháp này à. Tạ Niệm Khanh đi đến một khối thạch bi phía dưới. Tấm bia đá này, cũng ghi lại một loại kiếm pháp lăng lệ, ma khí trùng thiên. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, đều am hiểu kiếm pháp, phân lựa chọn khác một loại kiếm pháp. Chỉ còn lại Lục Minh một thân một mình, Lục Minh tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Lục Minh phát hiện, phần lớn người, lựa chọn cũng là công kích loại không trọn vẹn thần ký. Cũng phải, thần ký, cho dù là không trọn vẹn thần ký, tu luyện độ khó, khẳng định cũng là cực kỳ kinh người. Bọn họ chỉ có một năm thời gian, tự nhiên muốn lựa chọn công kích loại thần ký tu luyện, tăng cường sức công phạt, để ở một năm sau sát hạch tới, mau sớm chém giết đối thủ, thu hoạch được tích phân. Lục Minh lại đi vòng vo nửa ngày. Liền loại này, Lục Minh đi tới một khối dưới tấm bia đá, một lần này nhanh thạch bi, ghi chép, là một loại thương pháp không trọn vẹn thần ký. Hơn nữa dưới tấm bia đá, không có một ai, Lục Minh liền dứt khoát tuyển loại này. Lập tức, Lục Minh tinh tế quan sát. Loại thương pháp này, cũng không có danh tự, trên thực tế, nơi này không trọn vẹn thần ký, cũng là không có tên, cũng là tần thiên thập tam tông một chút cường giả, từ hoàn chỉnh thần ký, diễn hóa mà đến. Đối với hư thần đỉnh phong trở lên cao thủ mà nói, không có ý nghĩa thực tế, cũng không đại dụng, vậy chờ cao thủ, đã có thể tu luyện hoàn chỉnh thần ký. Bất quá, đối với hư thần cảnh đỉnh phong trở xuống cao thủ tu luyện, tác dụng vẫn là rất lớn. Thật là tinh diệu thần ký. Tìm hiểu một phen về sau, Lục Minh trong lòng có chút cảm khái. Thần ký, là đối với thần lực đủ loại tinh diệu vận dụng, uy lực to lớn, phi thường tinh diệu, bắt đầu tìm hiểu đến, độ khó muốn so thiên giới đủ loại thần thông chi thuật, muốn khó rất nhiều. Trước mắt loại này không trọn vẹn thần ký, tổng cộng có thất trọng, nhưng là, muốn tu luyện thành đệ nhất trọng, đều phi thường gian nan. Lục Minh vứt bỏ tạp niệm, một lòng bắt đầu tìm hiểu. Một lần này lĩnh hội, chính là một tháng thời gian. Một tháng thời gian, Lục Minh lại còn không có nhập môn. Hiu, hiu, hiu. Lục Minh lấy chúa tể chi lực, ngưng tụ ra một căn trường thương lấy kỳ diệu tần suất chấn động, thỉnh thoảng rút đánh mà ra. Thỉnh thoảng hướng về phía trước đâm ra, từng đạo mũi thương lấp lóe. Nhưng là, tu luyện tới một nửa, Lục Minh lại ngừng. Không đúng, vẫn là không đúng. Loại này thương pháp, một khi tu luyện thành công, một thương ra, có thể kích phát ra tầng tầng lực đạo điệp ra, uy lực vô tận, hơn nữa còn có nhiều loại biến hóa khác, nhưng ta tìm không thấy cái loại cảm giác này. Thần lực vận chuyển không đúng. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Tổng kết trước đó nơi tu luyện phải. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu tìm hiểu. Không trọn vẹn thần ký, tu luyện độ khó quá lớn, lấy Lục Minh ngộ tính thiên phú, bắt đầu tìm hiểu đến đều như vậy khó khăn, những người khác có thể nghĩ. Thời gian vội vàng, lại đã qua một tháng. Ông, Lục Minh trường thương trong tay quét ngang mà ra, trong không khí bắn ra một cỗ đáng sợ oanh minh, vang ba tiếng về sau, tiếng oanh minh biến mất. Thành, rốt cuộc bước vào đệ nhất trọng. Lục Minh lộ ra vui mừng. Qua hơn 2 tháng đau khổ lĩnh hội, Lục Minh rốt cuộc đem loại này không trọn vẹn thần ký, tu luyện tới đệ nhất trọng. Tu luyện tới đệ nhất trọng, một thương đánh ra, trong nháy mắt, liền sẽ có tam trọng lực lượng bộc phát, uy lực phi thường kinh người. Đồng thời, còn có 3 loại biến hóa ẩn chứa ở trong đó, để cho người ta nhìn không thấu, khó lòng phòng bị. Nếu như tu luyện tới đệ nhị trọng, một thương đánh ra, có thể có ngũ trọng lực lượng bộc phát, có được 5 loại biến hóa. Tu luyện hỏa hầu càng cao, uy lực càng mạnh. Tiếp tục, Lục Minh tiếp tục tham ngộ lên. Tu luyện tới đệ nhất trọng về sau, tu luyện độ khó lớn hơn. Bất luận cái gì thần kỹ, càng là đằng sau, độ khó càng lớn. Nhập môn đều khó như vậy, có thể nghĩ đằng sau có bao nhiêu khó khăn. Lục Minh một lòng khổ tu, không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Nửa năm sau, Lục Minh rốt cuộc đem loại thương pháp này, đột phá đến đệ nhị trọng.
Đến đây, Lục Minh bọn họ lại tới đây, đã 8 tháng, khoảng cách khảo hạch bắt đầu, còn có 4 tháng. 4 tháng, trong nháy mắt liền qua. Kỳ hạn 1 năm, đến. Đáng tiếc, Lục Minh loại thương pháp này, y nguyên còn dừng lại ở đệ nhị trọng, không có đạt tới đệ tam trọng. Ông. Đột nhiên, phiến thiên địa này không ngừng có vù vù vang lên, bên trên bầu trời, hiện ra từng nét bùa chú, chói lọi nhiều màu. Muốn bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Rất nhiều người nói nhỏ. Có ít người khẩn trương, nhưng là có ít người, lại lộ ra chờ mong. Đột nhiên, bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo quang trụ, đem tất cả mọi người bao phủ ở cột sáng bên trong. Sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dọc theo quang trụ, bay về phía bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một gian phòng. Nơi này, chính là khu vực khảo hạch sao? Lục Minh nói nhỏ. Lần này khảo hạch, đem chia làm 20 khu vực, hơn 100 vạn người, phân biệt tiến vào 20 phiến khu vực khác nhau, tiến hành chém giết. Về phần tiến vào khu vực đó, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Giờ phút này, bên trong Vạn Linh Thành, một năm trước phiến kia tuyên bố tin tức trong phường thị, giờ phút này đã tụ đầy người. Lít nha lít nhít, vô số người hội tụ ở chỗ này. Giờ phút này, ở mảnh đất trống này cao không, xuất hiện 20 khối to lớn màn hình, cái này 20 khối to lớn trên màn hình, là từng cái danh tự. Mỗi một khối trên màn hình, đều có hơn 5 vạn cái danh tự. Toàn bộ đều là tham gia khảo hạch người danh tự, ở mỗi một cái danh tự đằng sau, đều có tương ứng tinh hà. Tỷ như, Lục Minh danh tự, xuất hiện ở khu vực 20, danh tự đằng sau, ghi chú, bạo loạn tinh hà, 4 chữ. Tạ Niệm Khanh, ở khu vực thứ nhất, Tạ Niệm Quân, khu vực thứ ba. Đồng Tích Nhi, khu vực thứ 10, Đán Đán, khu vực 18. Nhanh, tìm xem một chút, Khang Long ở khu vực nào. Còn có, Phong Nhi, Tiếu Nhi ở khu vực nào. Trong đám người, Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam đám người, nhao nhao tìm kiếm. Lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên nhất mục thiên hành, nhìn tốc độ nhanh kinh người, chỉ chốc lát, liền sẽ Khang Long, Tư Đồ Tiếu, Tư Đồ Phong đám người vị trí khu vực tìm đến. Lần này, bạo loạn tinh hà, ở Vân Phong các chủ hướng dẫn dưới, đến hơn nghìn người, cũng là đến quan sát, cùng một chỗ hội tụ vào một chỗ. Pháp Tổ, cũng ở trong đó, cùng Khang Long bọn họ cách xa nhau không xa. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác tinh hà người, cũng nhao nhao đem hệ phái mình tham gia khảo hạch thiên kiêu tìm tới. Hiện tại, tên lộn xộn, ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng là chờ ngay từ đầu chém giết, danh tự liền sẽ căn cứ điểm số sắp xếp. Điểm số cao nhất, xếp tại đệ nhất, thẳng đến sau 3 tháng kết thúc, mỗi một cái khu vực, tích phân xếp hạng thứ 100 tên thiên kiêu chiến thắng, mặt khác, đào thải. Chỉ nhìn tích phân, không nhìn có hay không bị giết. Miễn là ngươi tích phân đủ nhiều, có thể xếp hạng thứ 100, coi như bị giết, cũng có thể tấn cấp. Bắt đầu, khu vực thứ 6, Giang Nanh có tích phân, thật nhanh, đã 3 phần. Có người kêu lên. Ngay từ đầu, từng cái trên người, đều chỉ có một cái tích phân, giết một người, thu hoạch được một cái tích phân. Nói cách khác, như vậy một hồi, Giang Nanh đã giết 3 người. Mặt khác khu vực, Kim Thánh cũng không chậm chút nào. Chém giết toàn diện bắt đầu, rất nhiều người đều có tích phân. Chỉ thấy, cái kia 20 khối trên màn hình, những cái kia danh tự, không ngừng lấp lóe. Có chút danh tự, trực tiếp xuất hiện ở đệ nhất, đệ nhị, hoặc là gần phía trước vị trí, danh tự đằng sau, cũng sẽ có tương ứng tích phân xuất hiện. Hơn 100 vạn cái danh tự, không ngừng thoáng hiện, cũng là hiện trường cũng là cao thủ cường giả, mới có thể thấy rõ, nếu là người bình thường, nhìn một chút mắt liền xài. Khu vực 20. Lục Minh mở ra gian phòng, đi ra ngoài. Ta đây là xuất hiện ở trong một tòa thành trì sao? Lục Minh suy đoán, hắn hiện tại nơi ở, là một tòa trong sân, có thể nhìn thấy địa phương khác, có mặt khác thật cao kiến trúc. Phiến khu vực này, không thể phi hành. Lục Minh vừa muốn đằng không mà lên, quan sát tình huống, bỗng nhiên cảm giác, thân thể nặng nề như núi, căn bản không bay lên được. Phiến khu vực này, cấm chỉ phi hành. Oanh! Bỗng nhiên, cách đó không xa một tòa thật cao trong kiến trúc, truyền đến kịch liệt oanh minh. Tòa kia kiến trúc oanh minh, kinh khí tùy ý, vách tường nổ tung, Lục Minh nhìn thấy, hai đạo bóng người, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai người chiến lực tương đương, đại chiến kịch liệt, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Đụng! Đúng lúc này, Lục Minh vị trí sân đại môn, bị oanh mở, gỗ vụn bay loạn, một cái cao lớn khôi ngô thân hình, đi đến. Người này ánh mắt quét qua Lục Minh huy chương trước ngực,
Lộ ra Dư Tận cười lạnh, một cái bạo loạn tinh hà tạp chủng, vừa vặn trở thành ta săn giết người đầu tiên, trở thành ta thứ nhất cái tích phân. Đụng, đụng. Người này dậm chân mà ra, lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến đao, một đao hướng về Lục Minh Bảo chạm mà đến. Đây là hắn tu luyện không trọn vẹn thần kỹ, đao quang cực nhanh, tràn ngập bạo ngược khí tức. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, trong tay hắn, lấy chúa tể chi lực, ngưng tụ ra một cán trường thương, đâm ra một thương. Hưu. Một thương này, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, liền xuất hiện năm loại biến hóa. Đây là... Đối phương muốn chống đối, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết làm sao chống đối. Phốc thử. Lục Minh trường thương, trực tiếp đâm vào đối phương mi tâm, xuyên thủng mà ra. Ngươi, ngươi. Đối phương trong mắt trừng tròn vo, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, hắn còn muốn đánh giết Lục Minh, để Lục Minh trở thành hắn lấy được thứ nhất cái tích phân đây, không nghĩ tới, một chiêu sẽ chết ở Lục Minh trong tay. Một cái bạo loạn tinh hà người, thế mà mạnh như vậy. Không có ý tứ, lời của ngươi nói, chính là ta muốn nói, có thể vì ta cống hiến thứ nhất cái tích phân, là vinh hạnh của ngươi. Lục Minh cười nhạt, sau đó trường thương chấn động, thân thể của đối phương chia năm xẻ bảy, hóa thành năng lượng tiêu tán. Đương nhiên, lần này quy tắc, có hai lần cơ hội, đối phương còn có thể ở địa phương khác phục sinh, tiếp tục tham gia chém giết. Nếu như lần thứ hai chết lại, vậy liền không có cơ hội, bao nhiêu tích phân, chính là bao nhiêu tích phân. Đánh chết một người về sau, Lục Minh huy chương trước ngực, đột nhiên nổi lên hào quang nhỏ yếu, một đạo tin tức xuất hiện ở Lục Minh trong đầu. Lục Minh, khu vực 20, đến từ bạo loạn tinh hà, trước mắt tích phân một phần, xếp hạng 28.560 tên. Nguyên lai, huy chương này, còn có cái này tác dụng. Lục Minh cười một tiếng. Cứ như vậy, là hắn có thể thời khắc biết mình thứ hạng. 3 tháng, vậy là đủ rồi. Lục Minh cười một tiếng. Đi ra sân nhỏ. Đi ra sân nhỏ, chính là một đầu đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố, tất cả đều là đủ loại kiến trúc. Giờ phút này, vừa rồi hai người kia, đã phân ra được thắng bại, một người trong đó bị chém giết, nhưng là một người khác cũng bị thương, không dám dừng lại, trong bóng tối bỏ chạy. Bá. Lục Minh thân hình khẽ động, xông lên một tòa trên phòng ốc, sau đó liền ở gian phòng chạy vội. Làm như vậy, rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị những người khác để mắt tới, nhưng Lục Minh cái này là cố ý. Cùng nguyên một đám đi tìm những người kia, còn không bằng khiến người khác tới tìm hắn. Quả nhiên, có người động thủ. Một tòa nhà cửa bên trong, một bóng người, như mũi tên, đánh về phía Lục Minh, đồng thời, sắc bén kiếm quang, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Đến được tốt, Lục Minh trở tay bắn một phát. Làm, trường thương đánh trúng đối phương kiếm quang. Thân thể đối phương chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau ném đi, trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác rất rõ ràng, Lục Minh chỉ là hóa hư cảnh tu vi mà thôi, còn chưa tới hư thần cảnh. Mà hắn, mặc dù ở trong này tu vi bị áp chế, nhưng cũng có hư thần cảnh nhất trọng tu vi, thế mà trực tiếp bị Lục Minh đánh bay, lập tức nhận lấy trọng thương. Giết! Lục Minh hai chân trọng trọng đạp mạnh, thân hình bạo lược mà ra. Đồng thời một đạo sắc bén mũi thương, xuyên thủng hư không, đem đối phương đánh giết ở không trung. Tùy tiện đánh giết, Lục Minh thần sắc không thay đổi chút nào. Đối phương, nắm trong tay thần lực, bất quá là phổ thông thần lực, Lục Minh tu vi mặc dù không bằng đối phương, nhưng đối phương bị áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, hắn đánh giết lên, cũng là dễ dàng. Đây là ở chỗ này, chiến tự quyết không thể sử dụng điều kiện tiên quyết, nếu là chiến tự quyết có thể sử dụng, Lục Minh thực lực, sẽ càng thêm kinh người. Ở chỗ này, có thể đủ, chỉ có tự thân thần lực, còn có trước đó tìm hiểu không trọn vẹn thần kỹ, đương nhiên, còn có tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu. Liên chiến tự quyết, đều không thể sử dụng. Ở bên ngoài, Lục Minh mặc dù có thể vượt qua nhiều như vậy nặng cảnh giới giết địch, chiến tự quyết, không thể bỏ qua công lao. Coi như không có phát động gấp đôi chiến lực, thì triển chiến tự quyết, đối Lục Minh chiến lực, cũng có rất lớn tăng thêm. Hiện tại chiến tự quyết không thể sử dụng, đối Lục Minh chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, Lục Minh có chúa tể chi lực, Lục Minh cũng không sợ bất kể đối thủ nào. Đánh giết đối phương về sau, Lục Minh tích phân, nhiều hơn một phần, biến thành hai phần, xếp hạng, cũng trực tiếp lên thang mấy ngàn tên, vọt tới 24.897 tên. Hiện tại là ngay từ đầu, mỗi một phần chênh lệch, đều có thể kéo ra rất nhiều tên, bởi vì rất nhiều người, chỉ là đánh chết một người, thu hoạch được một cái tích phân mà thôi. Đến đằng sau,
Mọi người tích phân biến nhiều thời điểm, như vậy thu hoạch được mấy phần, xếp hạng tăng lên cũng rất chậm. Lục Minh tiếp tục tải trên nóc nhà chạy vội, hấp dẫn người khác. Nói thật, Lục Minh tu vi, còn có cái kia bảo loạn tinh hà huy chương, thật có thể để cho người ta giảm xuống lòng phòng bị. Người khác vừa nhìn thấy hắn đến từ bảo loạn tinh hà, lại là hóa hư cảnh tu vi, trực tiếp đem Lục Minh xem như đưa điểm, chỗ nào còn có thể nhịn được, nhao nhao xuất thủ. Thậm chí, trong lúc đó còn có một cái khống chế vương phẩm thần lực thiên kiêu đối Lục Minh động thủ, nhưng từng cái bị Lục Minh đánh giết, hóa thành Lục Minh tích phân. Những người này, đơn thuần thần lực lực lượng, không bằng Lục Minh, còn có, bọn họ không trọn vẹn thần kỹ, cũng chỉ là dừng lại ở đệ nhất trọng, mà Lục Minh không trọn vẹn thần kỹ, đã tu luyện tới đệ nhị trọng, bọn họ ở đâu là Lục Minh đối thủ. Lục Minh tích phân, rất nhanh liền tăng lên tới 23 phân, hắn xếp hạng, cũng thẳng tắp tiêu thăng, ảo tới hơn 2.600 tên. Khoảng cách 100 người đứng đầu, càng ngày càng gần. Vạn Linh Thành. Thật nhanh, mảnh thứ 20 khu vực, Lục Minh tăng lên tốc độ thật nhanh. Xác thực kinh người, đã đến hơn 2.000 tên, lúc này mới bao lâu, như vậy tiếp tục tăng lên, ở mảnh thứ 20 khu vực, trước 100 có hy vọng a. Ta nhớ được, cái này Lục Minh, hẳn là chính thiên quân người a. Bạo loạn tinh hà đám người bên trong, có người kinh hô, sau đó không ít người nhìn về phía pháp tổ, lộ ra vẻ hâm mộ. Ngay cả Vân Phong các chủ, đều khá là kinh ngạc nhìn pháp tổ. Bất quá, pháp tổ sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn, Lục Minh là khẳng định phải gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, khống chế chúa tể chi lực người không thể gia nhập, ai có thể gia nhập. Hừ, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, chớ cao hứng quá sớm. Không sai, cuộc tỷ thí này, nhưng là muốn tiến hành 3 tháng, hiện tại lộ liễu như vậy, một khi bị người giết rồi, điểm số liền muốn giảm xuống một nửa. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người có chút khó chịu, lãnh ngôn lãnh ngữ nói. Pháp tổ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Khu vực 20 bên trong, Lục Minh điểm số còn đang đề cao. Hơn nữa, càng là đến đằng sau, đánh giết người khác lúc, thêm điểm số càng ngày càng nhiều. Bởi vì có một số người trên người, đã có 3-4 phần, 5-6 phần, đánh chết một người, không chỉ có thể thu hoạch được đánh chết một người tích phân, còn có thể thu hoạch được đối phương tích phân một nửa. Lục Minh tích phân, không ngừng tăng nhiều. 28 phân, 32 phân, 50 phân. Hai ngày sau đó, Lục Minh tích phân, liền tiêu thăng đến 88 phân. Mà hắn xếp hạng, là nhất cử vọt tới 86 tên. Khu vực 20, 86 tên, cái hạng này, đã có thể tấn cấp. Đương nhiên, là chỉ 3 tháng kỳ hạn sau khi tới. Bên ngoài, Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người sắc mặt rất khó nhìn. Phải biết, Tư Đồ Phong bây giờ xếp hạng, còn không có vọt tới trước 100 đây. Không sai, không sai. Vân Phong các chủ, cũng vẻ mặt tươi cười. Thêm một cái bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn chúng, nàng đều có thể thu được không ít ban thưởng. Lúc đầu, nàng vẫn có chút tự tin, cho rằng bạo loạn tinh hà, tối thiểu sẽ có 50 người được tuyển chọn, gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông. Nhưng là đi tới Vạn Linh Thành về sau, nàng thay đổi loại ý nghĩ này. Toàn bộ Tần Thiên tinh vực, thế mà đến hơn 100 vạn thiên kiêu, mà bạo loạn tinh hà, tổng cộng mới 500 người, cái tỷ lệ này, cũng chênh lệch quá lớn. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước kia, Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử, đều không đúng bạo loạn tinh hà mở ra, bởi vì thực sự không có cần gì phải. Bất quá, Lục Minh tích lũy đến 88 phần có về sau, hắn ngừng lại, không có tiếp tục săn giết những người khác. Bởi vì, hắn tu luyện không trọn vẹn thần kỹ, cảm giác muốn đột phá. Thời gian còn sớm, trước tìm một chỗ đột phá, lại đi săn giết không muộn. Lục Minh nghĩ đến, quả nhiên vẫn là qua chém giết, tu luyện thần kỹ tốc độ mới nhanh. Trước đó, Lục Minh đối với không trọn vẹn thần kỹ lĩnh ngộ, khoảng cách đệ tam trọng, còn có một số khoảng cách, nhưng trải qua mấy ngày nữa chém giết, hắn cảm giác khoảng cách đột phá, không xa. Chỉ cần tìm một chỗ, hảo hảo lĩnh hội, liền có thể đột phá. Mài đao không lầm đốn củi công việc. Chỉ cần không trọn vẹn thần kỹ đột phá đến đệ tam trọng, hắn thực lực, liền sẽ tăng nhiều, săn giết đối thủ, nhất định sẽ càng nhanh. Lục Minh ánh mắt dò xét lên, sau đó hướng về một cái hẻm nhỏ phóng đi. Lục Minh vị trí tòa thành trì này, to lớn vô cùng, mấy ngày nay, Lục Minh mặc dù đi mảng lớn địa phương, nhưng y nguyên chỉ là đang tòa thành trì này một mảnh nhỏ khu vực hoạt động mà thôi. Vòng qua mấy cái hẻm nhỏ, Lục Minh đi tới một tòa vắng vẻ biệt viện bên trong, tiến vào biệt viện, đóng lại cửa lớn. Lục Minh lấy chúa tể chi lực, ngưng tụ một cán trường thương, bắt đầu tu luyện. Hiu, hiu,
Hưu. Trường thương không ngừng vung vẩy, không ngừng đâm ra, Lục Minh tinh tế tìm tòi, cẩn thận phỏng đoán, hắn đối với bộ này thương pháp cảm ngộ, càng ngày càng sâu. Chém giết. Không chỉ là Lục Minh vị trí mảnh thứ 20 khu vực, đang kịch liệt chém giết, khu vực khác, cũng đang không ngừng chém giết. Có ít người, bị giết hai lần, liền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Vạn Linh Thành trên không, cái kia 20 khối màn ảnh xếp hạng, cũng không ngừng biến hóa, không ngừng lấp lóe. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, có mấy cái tên, càng ngày càng dễ thấy, thậm chí vững vàng chiếm cứ khu vực khác nhau đệ nhất. Như Hổ Nhân Tộc Hổ Nha, Kim Cương Tộc Kim Thánh, Dương Trùng, Lệnh Hồ Diệp. Mấy tên này, từ bắt đầu không bao lâu, liền chiếm cứ riêng phần mình khu vực đệ nhất, liền không có biến động qua. Hổ Nha, chính là hổ nhân tộc 10 vạn năm khó tìm một cái thiên kiêu, nghe nói vừa vỡ võ thần, liền khống chế thánh phẩm thần lực, cực kỳ cường đại, một lần này, vô cùng có khả năng thu hoạch được 3 vị trí đầu. Còn có cái kia Kim Cương Tộc Kim Thánh, cũng không kém, đồng dạng khống chế thánh phẩm thần lực. Còn có cái kia Dương Trùng, cũng là khống chế thánh phẩm thần lực thiên tài. Thánh phẩm thần lực A, thực sự là tuyệt đại thiên kiêu. Rất nhiều người nghị luận, cảm thán. Ở Tần Thiên Tinh Vực, phần lớn sinh linh, tại đột phá võ thần cảnh về sau, nắm trong tay, cũng là phổ thông thần lực. Chỉ có số rất ít người, mới có thể khống chế vương phẩm thần lực, dạng người này, đã là không sai thiên kiêu. Về phần trường lực thánh phẩm thần lực, đó là càng ngày càng ít. Toàn bộ Tần Thiên Tinh Vực, cũng không có bao nhiêu. Mặc dù, thần lực đẳng cấp, có thể thông qua một chút thần công diệu pháp, tu luyện được, nhưng là vậy chờ thần công, phi thường thưa thớt, tu luyện độ khó, cũng là cực kỳ kinh người. Không có tuyệt thế ngộ tính cùng thiên phú, là rất khó có thu hoạch. Phải biết, Tần Thiên Thập Tam Tông bên trong, thế nhưng là có thần công diệu pháp, có thể tu luyện ra thánh phẩm thần lực, thậm chí thần phẩm thần lực. Nhưng là, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, có thể làm được, cũng là chỉ là số ít. Cái kia Lệnh Hồ Diệp, lai lịch thế nào? Trước kia chưa từng nghe nói. Đích xác, ta cũng chưa từng nghe qua. Có thể là một cái thiên tài mới quật khởi, nhưng cùng Kim Thánh, Giang Nanh, Dương Trùng ba người, khẳng định không phải một cấp bậc. Đó là... Đám người một bên nhìn trên màn ảnh xếp hạng, một bên thảo luận. Nhoáng một cái, Lục Minh bế quan tu luyện không trọn vẹn thần kỹ, đã một tháng rưỡi. Cách ba tháng kỳ hạn, đã qua một nửa. Một tháng rưỡi, Lục Minh đều một lòng lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ. Không có ra ngoài săn giết, hắn xếp hạng, tự nhiên giảm mạnh. Ha ha ha, kia Lục Minh không được, đã một tháng rưỡi điểm số không nhúc nhích, xếp hạng càng là hạ xuống hơn 5.300 tên, ta liền biết, hắn khẳng định xông không vào trước 100. Không sai, lúc trước hắn, chỉ là vận khí tốt mà thôi, đoán chừng gặp một chút kẻ yếu, mới bị hắn lấy được một chút tích phân, theo thời gian trôi qua, kẻ yếu sẽ bị đào thải, lưu lại cũng là cường giả, hắn hiện tại khẳng định tìm cơ hội trốn đi, không dám xuất thủ. Kẻ yếu chính là kẻ yếu, khẳng định vào không được trước 100. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người, nhìn về phía Pháp Tổ, không ngừng chào phúng. Nhìn, Phong Nhi tiến vào trước 100, bài danh còn ở lên cao, 92, 81. Bỗng nhiên, Tư Đồ Hạo Nam con mắt tỏa sáng. Bởi vì lúc này, ở khu vực thứ 9 bên trong, Tư Đồ Phong xếp hạng, bỗng nhiên tăng vọt. Lúc đầu, Tư Đồ Phong xếp tại 100 có hơn, bỗng nhiên một đường tiêu thăng. Một mực tiêu thăng đến người thứ 72 mới ngừng lại được. Ha ha ha, ta liền biết, lấy Phong Nhi thiên phú, nhất định có thể tiến vào 100 người đứng đầu, quả là thế, hắn vừa rồi nhất định là chém giết một cao thủ, lấy được số lớn tích phân. Tư Đồ Hạo Nam hưng phấn cười to. Vân Phong các chủ, cũng liên tục gật đầu. Tư Đồ Phong, ở lúc trước trắc nghiệm sông trong tháp, vượt xa những người khác, bị nàng cho kỳ vọng cao. Các ngươi nhìn, cái kia Tạ Niệm Khanh, cũng tiến vào trước 100, còn có, Tạ Niệm Quân, cũng xông vào 100. Bỗng nhiên, Vân Phong các chủ bên người, một lão già kêu lên. Đám người nhìn tới, quả nhiên thấy Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người, vọt vào trước 100. Hai người danh tự phía sau Tinh Hà, tự nhiên là Bạo Loạn Tinh Hà. Hai người này, là thế lực nào? Trước đó Bất Hiền Sơn Bất Lộ Thủy, thế mà có thể xông vào trước 100. Có người nghi hoặc, ta như được. Là hai cái tuyệt sắc nữ tử, là hai tỷ muội, giống như đến từ chính thiên quân. Đến từ chính thiên quân. Lập tức, Bạo Loạn Tinh Hà trong đám người, rất nhiều người nhìn về phía Pháp Tổ. Không sai, bọn họ đến từ chính thiên quân. Pháp Tổ gật gật đầu. Pháp Minh, không nghĩ tới, các ngươi chính thiên quân, thế mà ra đời nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên tài,
trước đó không đã nghe ngươi nói à? Có nhận biết pháp tổ người sợ hãi than nói. Có mấy cái thiên tài mà thôi, không cần thiết lớn tiếng ồn ào. Pháp tổ cười nhạt một tiếng, vừa nói, còn quét Tư Đồ Hạo Nam một cái. Là ý nói, không phải liền là có cái thiên tài sao, không cần thiết kêu lớn tiếng như vậy. Ý chào phúng, không cần nói cũng biết. Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt có chút khó coi, lạnh rên một tiếng, nói, hừ, bây giờ còn sớm đây, sau khi từ biệt mấy ngày, cùng kia Lục Minh một dạng, rơi không còn hình bóng. Ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Pháp tổ cười nhạt một tiếng, hắn đối với Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân bọn họ, tràn đầy lòng tin. Hy vọng Tích Nhi, có thể đi vào trước 100 A. Pháp tổ tâm lý thán, tương đối mà nói, hắn còn lo lắng hơn Đồng Tích Nhi. Hắn nhìn về phía Đồng Tích Nhi vị trí khu vực, giờ phút này, Đồng Tích Nhi xếp hạng, ở khu vực kia, xếp tại 300 tên về sau. Lục Minh vị trí cái kia trong sân. Hiu, hiu, hiu. Ông, ông, ông. Mũi thương phá không, cũng dài thương chấn động thanh âm, hai bên chập trùng. Lục Minh cả người, phảng phất cùng mũi thương hòa làm một thể, trong sân, mũi thương tung hoành sau một lúc lâu, mới ngừng lại được. Mũi thương thu liễm, Lục Minh đứng ở trong sân, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Qua hơn một tháng tu luyện, không trọn vẹn thần ký, rốt cục bước vào đệ tam trọng, uy lực đại tăng. Hiện tại, Lục Minh một thương đánh ra, đồng thời có thất trọng lực lượng bắn ra, đồng thời, còn có 7 loại biến hóa ẩn chứa trong đó. Còn có hơn một tháng, đủ. Lục Minh cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân thể của hắn liền xông ra ngoài, đứng ở nóc nhà, sau đó ở nóc nhà chạy như điên. Rất nhanh, liền đi tới ngoài trăm dặm. Đến. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, có 3 bóng người, như điện chớp, hướng về Lục Minh chạy vội mà đến. Hiển nhiên, là phát hiện Lục Minh, hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Mấy hơi thở, 3 cái thanh niên, 2 nam 1 nữ, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Bất quá, 3 người cũng không vọng động, bởi vì Lục Minh quá bình tĩnh, đối mặt bọn hắn 3 người, đều bình tĩnh như vậy, để bọn hắn đều có chút chột dạ. Nhìn thấy chúng ta, thế mà không trốn, xem ra ngươi rất tự tin. Trong đó một cái thanh niên nói, mấy vị đến cho ta đưa điểm, ta vì sao muốn chạy trốn? Lục Minh hỏi lại, cho ngươi đưa điểm, ha ha, thật đúng là tự tin à, liền sợ ngươi không có bản sự này. Một cái khác thanh niên nói, thần lực phun trào, một cái chiến kiếm ngưng tụ mà ra. Ra tay đi, ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cuồng vọng, đồng loạt ra tay giết hắn. Một thanh niên quát lạnh. Trong nháy mắt, 3 cái thanh niên, đều động, 3 đạo công kích, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Uy lực không yếu. Xem ra, qua hơn một tháng chém giết, có thể lưu lại, đều có chút thủ đoạn. 3 người vừa ra tay, Lục Minh liền nhìn đi ra, 3 cái thanh niên, đều rất không kém. 3 người mặc dù nắm trong tay thần lực, chỉ là phổ thông thần lực, bất qua bọn hắn đối với không trọn vẹn thần kỹ lĩnh ngộ, đã rất sâu, đạt đến đệ nhất trọng cực hạn, khoảng cách đệ nhị trọng, cũng không xa. Bất quá, thực lực như vậy, cùng Lục Minh một so, còn kém xa lắm. Hiu, hiu, hiu. Lục Minh bàn tay hư không một nắm, một cán trường thương liền ngưng tụ mà ra, sau đó đâm một cái mà ra. 3 đạo mũi thương, phân biệt hướng về 3 cái thanh niên đâm tới. Mỗi một đạo mũi thương, cũng có 7 loại biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc, 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 mũi thương biến mất, 3 người thanh niên mi tâm, đã nhiều hơn một cái lỗ thủng. Thật mạnh, đây là 3 cái thanh niên cuối cùng một đạo suy nghĩ, sau đó thân thể của bọn hắn đụng một tiếng. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Ta tích phân, thế mà lập tức tăng lên 236 phân. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nguyên bản, hắn tích phân là 88 phân, nhưng là đánh chết 3 cái thanh niên về sau, hắn tích phân, lập tức biến thành 324 phân, trọn vẹn tăng lên 236 phân. Quả nhiên, có thể lưu đến phía sau, cũng là cao thủ, trên người mỗi một người tích phân, đều không ít, dạng này mới sảng khoái. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Thân hình lóe lên, đi tìm người đối thủ kế tiếp. Không lâu, Lục Minh lại phát hiện một thanh niên thiên kiêu, ẩn phục ở một gian nhà cửa bên trong, Lục Minh trực tiếp xuất thủ, chớp mắt đem người này đánh giết. Hắn tích phân, biến thành 367, xếp hạng tăng lên tới 2000 tên. Vạn Linh Thành. Các ngươi nhìn, Lục Minh xếp hạng tăng lên thật nhanh. Điểm số cũng thẳng tắp tiêu thăng, đã 367 phân, còn có, hắn xếp hạng, đã xông vào 2000 tên.
Phát lực, hắn bắt đầu phát lực, trước đó khẳng định bị sự tình gì làm trễ nải. Lại thăng, hơn 400 phân, xếp hạng 1378 tên. Bạo loạn tinh hà một số người, bỗng nhiên kêu lên. Dù sao, trước đó Lục Minh từng xông vào trước 100, sau đó đằng sau đình trệ bất động, nhưng là, bạo loạn tinh hà, y nguyên có không ít người chú ý Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh xếp hạng bỗng nhiên tiêu thăng, những người này lập tức kêu lên. Hừ, Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người cũng nhìn sang, xem xét phía dưới, tất cả đều phát ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Chỉ là hơn 1000 tên, khoảng cách trước 100, còn sớm đây. Không sai, càng đi về phía sau, lưu lại cũng là cao thủ, không có phong nhi thiên phú, sớm muộn phải bị giết, đến lúc đó xếp hạng giảm mạnh. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người khó chịu nói. Nhưng là, Tư Đồ Hạo Nam vừa mới nói xong phía dưới, sắc mặt hắn liền đại biến. Bởi vì ở một khu vực nào đó, Tư Đồ Tiếu xếp hạng, bỗng nhiên giảm mạnh. Lúc đầu, Tư Đồ Tiếu ở phía kia khu vực, đã vọt tới hơn 300 tên, nhưng là giờ phút này, hắn xếp hạng giảm mạnh, lập tức hạ xuống hơn 500 tên. Lập tức ngã nhiều như vậy tên, chỉ có một cái nguyên nhân, kia liền là bị giết, tích phân giảm phân nửa, mới có thể ngã thảm như vậy. Ha ha ha, Tư Đồ Hạo Nam, ngươi vừa nãy là nói con của ngươi Tư Đồ Tiếu sao? Thật đúng là bị ngươi nói chuẩn, không thể không nói, ngươi thật đúng là miệng quả đen a. Pháp Tổ cười to, thoải mái hết sức. Pháp Minh, ngươi. Tư Đồ Hạo Nam, ngực một trận chập trùng, kém chút tức hộc máu. Vừa rồi, hắn vừa mới chào phúng Lục Minh, Tư Đồ Tiếu lập tức liền bị giết, cùng hắn, cũng quá dựng. Quả thực là có chủ tâm đánh mặt của hắn một dạng. Loại này trùng hợp, để bên cạnh thế lực khác chi chủ, cũng nhìn không được cười ra tiếng, ngay cả Khang Quý liền đều co lại, cố nén không bật cười. Tư Đồ Hạo Nam khí bờ môi thẳng run. Vân Phong các chủ, mắt lạnh nhìn. Bạo loạn tinh hà, thế lực lớn nhỏ gần ngàn, hai bên tranh đấu chém giết, lại cực kỳ bình thường. Nàng cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy, thế lực khác chém giết lẫn nhau, nàng Vân Phong các mới có thể ngồi vững vàng bạo loạn tinh hà địa vị bá chủ. Lại tăng lên, Lục Minh xếp hạng, lại tăng lên, thật nhanh. Có người lại kêu lên. Lục Minh thời khắc này xếp hạng, đã tăng lên tới hơn 900 tên. Khu vực 20, Lục Minh một thương đem một cái khôi ngô xà nhân đánh giết, hắn xếp hạng, chạy tới 978 tên. Hiện tại, nhân số ít đi rất nhiều a, xem ra không ít người đã bị đánh chết hai lần, thối lui ra khỏi. Lục Minh nghĩ thầm. Sau đó, hắn mục quang đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, nơi đó, có một nhân tộc thanh niên, chính co cẳng lao nhanh. Hiển nhiên, đối phương vừa mới nhìn thấy Lục Minh chiến lực, không dám chút nào dừng lại, muốn bỏ trốn mất dạng. Lục Minh lộ ra một tia cười lạnh, bước chân đạp mạnh, cực tốc hướng về đối phương đuổi theo. Không bao lâu, Lục Minh liền truy gần sát đối phương. Chờ một chút, huynh đệ, cùng là nhân tộc, có chuyện nói rõ ràng, đừng có giết ta. Nhân tộc thanh niên, đột nhiên quay người, hai tay liền bày, một bộ cầu xin tha thứ biểu lộ. Không giết ngươi, cho ta một cái lý do. Lục Minh thản nhiên nói. Thanh niên ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, sau đó kêu lên, ta biết rất nhiều tin tức, liên quan tới bản này khu vực vị trí địa lý, còn có hiện tại chúng ta khu vực 20 một chút cao thủ hàng đầu tin tức, ta đều có thể nói cho ngươi. À, ngươi biết những cái này. Lục Minh giật mình, nếu như có thể biết rõ những tin tức này, cũng không tệ. Đúng vậy, chúng ta tinh hà, am hiểu tình báo thu thập, trong khoảng thời gian này, ta thu thập được không ít tình báo, đối với khu vực 20, vẫn rất hiểu. Thanh niên nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi nói lung tung, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lục Minh lạnh lùng nói, khu vực 20, tổng cộng chia làm 18 tòa đại thành, tất cả tham gia khảo hạch người, đều phân bố ở bên trong 18 tòa đại thành này, chém giết lẫn nhau. Qua khoảng thời gian này chém giết, 18 tòa thành trì, đều ra đời một chút cao thủ hàng đầu, hoặc là thần lực đẳng cấp cao thâm, hoặc là ngộ tính siêu tuyệt, không chọn vẹn thần ký hỏa hầu thâm hậu, mỗi một cái đều là khó chọc cao thủ. Ở tòa thành trì này chúng ta có hơn 10 đỉnh tiêm cao thủ, đông nam tây bắc bốn mảnh nội thành, đều có. Thanh niên lập tức đùng đùng nói, đem hắn hiểu được, hiện trước mắt một chút đỉnh tiêm cao thủ, cặn kẽ giới thiệu một lần. Nguyên lai, ta hiện tại vị trí, là tòa thành trì này đông thành khu, có 3 vị đỉnh tiêm cao thủ, có ý tứ, hy vọng có thể đụng phải. Lục Minh lộ ra chờ mong. Đánh giết những cái này đỉnh tiêm cao thủ, tích phân mới có thể tăng lên nhanh. Tốt rồi, ngươi đi đi. Lục Minh vung tay lên. Tạ,
Đối phương đại hỉ, liền ôm quyền, xoay người rời đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Lục Minh cũng không có đánh giết đối phương, thực lực đối phương bình thường thôi, nghĩ đến tích phân cũng sẽ không quá nhiều, cho dù giết, lấy được tích phân cũng không nhiều. Mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ, cũng không biết ở đâu, xem ra chỉ có thể thử vận khí. Lục Minh nói nhỏ, sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, dậm chân rời đi. Không lâu sau đó, Lục Minh một mình đi tới một đầu trên đường phố rộng rãi. Bá, bá, bá. Bỗng nhiên, thân hình chớp động, một đám người đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Số lượng, khoảng chừng hơn 20 cái. Ha ha ha, là ngươi tiểu tử này, khéo léo à, thực sự là thật trùng hợp, hiện tại, nhìn ngươi chết như thế nào. Một người trong đó, vừa nhìn thấy Lục Minh, ầm ĩ cười ha hả. Đích xác rất khéo léo. Lục Minh khóe miệng, cũng nổi lên một tia cười lạnh. Lại là hổ nhân tộc. Hơn nữa, vừa rồi cười to người, lại chính là hổ mao, lúc trước tuyên bố muốn để tất cả hổ nhân tộc ngược sát Lục Minh người. Tiểu tử, xem ra thượng thiên muốn ngươi đụng phải ta, hiện tại, quỳ xuống liếm giày của ta, ta có thể cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái. Hổ mao duỗi ra một chân, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác hổ nhân tộc, nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh. Xem ra, trên người các ngươi tích phân không ít à, như vậy, các ngươi tích phân, thuộc về ta. Lục Minh căn bản không thèm để ý hổ mao, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Cái gì? Hổ mao đám người, vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm. Lục Minh nói cái gì? Muốn đoạt lấy bọn họ tích phân, có phải điên rồi hay không? Chỉ là một cái đến từ bạo loạn tinh hà rác rưởi, lại còn nói muốn lấy bọn họ tích phân, không phải điên là cái gì? Xem ra, tiểu tử này không chỉ có ngu xuẩn, còn mù quáng tự đại, thực sự là thật đáng buồn, đã như vậy, vậy liền để hắn thê thảm chết đi, cho hắn biết, đắc tội ta hổ nhân tộc kết quả. Hổ mao âm trầm nói, giao cho ta. Một cái hổ nhân tộc thanh niên, trực tiếp xuất thủ, đại thủ vung ra, hướng về Lục Minh bắt tới. Hắn thấy, Lục Minh bất quá là một cái hóa hư cảnh, hơn nữa còn là đến từ bạo loạn tinh hà cái địa phương nhỏ, có thể có cái gì chiến lực, còn không phải lật tay là có thể chấn áp. Hổ nhân tộc thanh niên bàn tay sắp đánh trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh ngón tay như trường thương, một điểm mà ra. Một đạo mũi thương bắn ra, sáng chói đến cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Phốc! Hổ nhân tộc thanh niên thân thể, đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung, bởi vì mi tâm của hắn, đã bị Lục Minh mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Đụng! Đón lấy, hổ nhân tộc thanh niên thân thể, đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng tiêu tán. Ngươi! Hổ mao đám người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ là một cái hóa hư cảnh, hơn nữa còn là đến từ bạo loạn tinh hà dạng này địa phương hóa hư cảnh, thế mà một chiêu liền đem hổ nhân tộc một cái thiên kiêu đánh chết. Kinh ngạc về sau, chính là nổi giận. Tiểu tử, ngươi dám giết ta hổ nhân tộc người, ngươi muốn chết. Hổ mao giống to. Nói nhảm nhiều quá. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay hắn hư nắm, một cán trường thương ngưng tụ mà ra. Hiu, hiu. Lục Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt, mấy đạo đáng sợ mũi thương bắn ra, đem mấy cái hổ nhân tộc thanh niên đánh giết. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hổ mao giống to. Giống, giống. Những cái này hổ nhân tộc thanh niên, nguyên một đám phát ra như lão hổ hống khiếu thanh âm, thần lực ngưng tụ ra đủ loại binh khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Đến được tốt. Lục Minh thét dài, trường thương chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện 7 loại biến hóa, đâm ra từng đạo mũi thương, mỗi một đạo mũi thương đều có thất trọng lực lượng ẩn chứa trong đó. Những cái này hổ nhân tộc thanh niên, căn bản ngăn cản không nổi. Phốc, oanh, hoặc là bị mũi thương xuyên thủng mi tâm, hoặc là bị trường thương quét trúng, trực tiếp đánh nứt ra. Chừng 20 cái hổ nhân tộc thanh niên, ở Lục Minh trong tay, như là anh hài, không chịu nổi một kích. Những người này, không phải toàn bộ đều là khống chế phổ thông thần lực. Cũng có mấy người, nắm trong tay lực lượng, là vương phẩm thần lực. Đáng tiếc, không trọn vẹn thần ký lĩnh ngộ qua loa, ở Lục Minh trong tay, y nguyên không chịu nổi một kích. Chỉ có hổ mao, hơi mạnh hơn một chút. Hắn trưởng khống thần lực, cũng là vương phẩm thần lực, hơn nữa thần ký tu luyện không sai, lúc này mới chặn lại Lục Minh một đòn. Đụng! Hổ mao lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến phủ, chặn lại Lục Minh mũi thương, nhưng là thân thể chấn động mãnh liệt, bị đánh bay ra ngoài. Trọng trọng đâm vào một tòa nhà trên vách tường, đem vách tường đụng vỡ nát. Phốc! Hổ mao phun máu phè phè,
nhìn xem Lục Minh, gương mặt kinh hãi. Chết rồi, toàn bộ chết. Hơn 20 cái hổ nhân tộc thanh niên, giờ phút này chỉ còn lại có hổ mao một người, mặt khác, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Tiểu tử, giết ta hổ nhân tộc nhiều người như vậy, ngươi chết không yên lành, ta hổ nhân tộc, ở phiến khu vực này, có mấy trăm người, thù này, ta nhất định sẽ báo. Hổ mao gầm thét. Lần khảo hạch này, có hai lần cơ hội, hắn lúc mới vừa bị giết, còn có thể phục sinh, hắn nhất định phải đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Có đúng không, vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lục Minh đạm mạc mở miệng, sau đó một thương đâm ra ngoài. Hổ mao mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng là, y nguyên bị Lục Minh một thương đinh giết trên mặt đất. Hai mươi mấy cái hổ nhân tộc, toàn quân bị diệt. Cơ hội này, tăng lên thật nhanh. Lục Minh lộ ra nụ cười. Đánh chết hai mươi mấy cái hổ nhân tộc, hắn xếp hạng, tăng vụt lên, trực tiếp vọt tới 356 tên. Lập tức, tăng lên hơn 600 tên. Hiển nhiên, hổ nhân tộc nhiều người liên hợp, ở phiến khu vực này, đánh chết không ít người, thu được không ít tích phân. Lúc này, có một nửa, tất cả thuộc về Lục Minh tất cả, Lục Minh xếp hạng, tự nhiên tăng lên điên cuồng. Thật mạnh, thực lực thật là mạnh, người này là ai? Ở xa xa vài tòa cao lớn trong kiến trúc, ẩn phục mấy cái thanh niên, rõ ràng thấy được Lục Minh đánh giết hổ nhân tộc một màn, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Lục Minh triển lộ ra thực lực, quá mạnh. Người này chiến lực, chỉ sợ có thể cùng Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ sánh vai. Không sai, hơn nữa, nhìn người này huy chương, hay là đến từ Bạo Loạn Tinh Hà, Bạo Loạn Tinh Hà, lại có cao thủ như vậy, thực sự là hiếm thấy. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, đều phi thường chấn kinh. Hổ nhân tộc, ở phiến khu vực này, nhân số không ít, vậy liền dứt khoát ở chỗ này chờ bọn họ, dí giật đái lao. Lục Minh cười một tiếng, tiếp lấy dứt khoát ở đây ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng không chọn vẹn thần kỹ lên. Người kia làm gì, thế mà liền đợi nơi này, không sợ hổ nhân tộc trả thù. Ngươi không có nghe sao, người này vừa rồi nói, muốn ở chỗ này chờ hổ nhân tộc đến báo thù, kẻ tài cao gan cũng lớn, thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn à. Có ý tứ. Nơi xa trong kiến trúc mấy người nhỏ giọng giao lưu, đều lộ ra vẻ tò mò, cũng lưu tại phụ cận chờ đợi, chờ mong nhìn một trận long tranh hổ đấu. Hổ nhân tộc, cao thủ đông đảo, trừ bỏ giang nanh cấp độ kia tuyệt thế kỳ tài bên ngoài, còn có mặt khác một chút cao thủ hàng đầu. Như, Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong, hổ cốt, liền là một cái trong số đó. Lục Minh lưu ở nơi đây, có thể sẽ cùng hổ cốt va chạm. Mấy ngày kế tiếp, hổ nhân tộc chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Lục Minh ở đây tu luyện, đưa tới mặt khác một số cao thủ, muốn giết Lục Minh, nhưng đều bị Lục Minh từng cái phản sát. Lục Minh xếp hạng, lại tăng lên một chút, đã nhanh gần sát 200 tên. Liên tục 9 ngày, bị Lục Minh hấp dẫn mười mấy thanh niên, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Lục Minh thanh danh, cũng là như vậy truyền ra ngoài. Ở Đông Thành khu phiến khu vực này, đám người đem Lục Minh, cùng với những cái khác ba đại đỉnh tiêm cao thủ cũng liệt vào. Mà liên quan tới Lục Minh cùng hổ nhân tộc ước chiến một chuyện, cũng truyền ra ngoài, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Phiến khu vực này bốn phía, một chút kiến trúc bí ẩn nơi hẻo lánh, ẩn phục nguyên một đám cao thủ trẻ tuổi, nhìn xa xa Lục Minh. Bọn họ đang đợi cơ hội. Nếu như Lục Minh thật cùng hổ nhân tộc một trận chiến, lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có cơ hội. Như Lục Minh bực này nhân vật, trên người tích phân, khẳng định nhiều kinh người, nếu như có thể giết Lục Minh, bọn họ tích phân, sẽ tăng vọt. Rất nhiều người ôm loại suy nghĩ này, ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó. Ngày thứ 11, Lục Minh khoanh chân ngồi tại đường đi bên trong tâm, nhắm mắt lĩnh hồi không trọn vẹn thần kỹ, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Phía trước, lần lượt từng bóng người, ở trên phòng ốc nhảy vọt, tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt, sẽ đến Lục Minh phía trước. Bá, bá, bá. Thân hình chớp động. Khoảng chừng hơn 30 hổ nhân tộc thanh niên xuất hiện ở Lục Minh phía trước trên đường phố. Lục Minh liếc mắt liền thấy, một người trong đó chính là Hổ Mao. Giờ phút này, Hổ Mao vẻ mặt oán độc nhìn xem Lục Minh. Hổ cốt, chính là hắn, chính là cái này tạp chủng, giết 20 mấy người chúng ta hổ nhân tộc, còn tuyên bố ở chỗ này chờ. Hổ Mao chỉ Lục Minh giống to. Đụng. Hổ Mao phía trước, một cái vóc người đặc biệt khôi ngô thanh niên, dậm chân mà ra. Người này, chính là Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong hổ cốt, ở trong hổ nhân tộc, cũng là xếp hạng thứ 10 thiên kiêu. Ngươi chính là Lục Minh, thật là có đảm lượng, dám ở chỗ này chờ chúng ta.
Hổ Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Có người dẫn xác đến tội gì mà không chờ? Lục Minh nói lại. Hổ Cốt cười ha hả, liền cười mấy tiếng về sau, nụ cười của hắn bỗng nhiên thu vào, ánh mắt có chút rét lạnh hướng về Lục Minh, nói trong khoảng thời gian này, có người đem ngươi cùng ta đặt song song, xưng ngươi là Đông Thành Khu, vị thứ tư đỉnh tiêm cao thủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì. Nói xong, Hổ Cốt dậm chân mà ra. Đụng, đụng. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều phát ra oanh minh, mà Hổ Cốt thân thể cũng phồng lên, trở nên hùng tráng hết sức. Trong lòng bàn tay của hắn, lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến kích, trọn vẹn cao bằng một người. Giết! Hổ Cốt giống to, khí tức càng nhổ càng cao, liên tục dậm chân, đem khí tức tăng lên tới cực điểm. Bá! Chiến kích, đột nhiên hướng về Lục Minh bổ xuống, thế như bồn lôi. Ông! Lục Minh cũng phi thường trực tiếp, trường thương quét ngang ra. Trường thương, cùng chiến kích giữa không trung gặp gỡ, bộc phát ra kinh người oanh minh. Oanh, oanh, oanh! Hổ Cốt chiến phủ bên trong, có lực lượng đáng sợ bộc phát ra, loại lực lượng kia, phảng phất có thể đem đại sơn đại địa, đều bổ ra một dạng. Đây là không trọn vẹn thần ký bùng nổ lực lượng. Nhưng là, Lục Minh trường thương bên trong, đồng thời bắn ra thất trọng lực lượng điệp ra, một trọng so một trọng mạnh. Thất trọng lực lượng tuôn ra, lập tức liền đánh tan Hổ Cốt chiến kích lực lượng, tuôn hướng đối phương. Hổ Cốt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể của hắn, liên tiếp lui về phía sau, liên tục rời khỏi hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi không trọn vẹn thần kỹ, đã đạt tới đệ tam trọng, làm sao có thể? Hổ Cốt gầm thét, khiếp sợ không thôi. Lục Minh vừa rồi, chút tể chi lực cũng không có toàn bộ bộc phát, càng nhiều hơn chính là thi triển không trọn vẹn thần kỹ. Lấy không trọn vẹn thần kỹ đệ tam trọng, nhất cử đánh lui đối phương. Cái gì, đệ tam trọng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đem không trọn vẹn thần kỹ, tu luyện tới đệ tam trọng. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, ta mới tu luyện đến đệ nhất trọng không lâu. Ta cũng vậy. Hổ Cốt mà nói, để những người khác hổ nhân tộc thanh niên, khiếp sợ không thôi. Không trọn vẹn thần kỹ, mặc dù tu luyện độ khó chưa hoàn chỉnh thần kỹ cao như vậy, nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, độ khó đã rất lớn. Hơn 100 vạn người bên trong, có một bộ phận người, còn không có nhập môn đây, còn không có tu luyện tới đệ nhất trọng đây. Có một bộ phận lớn, mặc dù nhập môn, nhưng là cũng chỉ là ở đệ nhất trọng mà thôi. Như Hổ Cốt, chính là đem không trọn vẹn thần kỹ, tu luyện tới đệ nhị trọng, lại phối hợp hắn vương phẩm thần lực, mới có thể trở thành Đông Thành Khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong. Mà Lục Minh đây, cũng đã đem không trọn vẹn thần kỹ, tu luyện tới đệ tam trọng. Khó trách Lục Minh thực lực mạnh như vậy, có thể dựa vào hóa hư cảnh tu vi, bộc phát ra kinh người như vậy chiến lực, nguyên lai, Lục Minh đã đem không trọn vẹn thần kỹ, tu luyện tới đệ tam trọng. Không trọn vẹn thần kỹ đệ tam trọng, đáng sợ, ngộ tính của người này, quả thật là đáng sợ. Người này chiến lực, còn ở trên Hổ Cốt. Bốn phía trong bóng tối ẩn phục những người kia, trong lòng phân biệt chuyển qua một đạo suy nghĩ. Hổ Cốt, cái này liền là của ngươi thực lực, thật đúng là không tốt lắm. Lục Minh hài hước cười nói. Ta liền không tin. Hổ Cốt gầm thét, vung vẩy chiến kích, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh vung vẩy trường thương, mũi thương tung hoành, cùng Hổ Cốt chém giết cùng một chỗ. Lục Minh y nguyên có rất lớn giữ lại, chút tể chi lực, không có toàn lực bộc phát, chỉ là toàn lực thi triển không trọn vẹn thần kỹ đối địch. Dù vậy, Hổ Cốt cũng hoàn toàn không địch lại. Hổ Cốt không trọn vẹn thần kỹ, chỉ là vừa đột phá đệ nhị trọng không lâu mà thôi, mà Lục Minh đã đột phá đệ tam trọng có một đoạn thời gian, qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn lại có chỗ tiến triển. Không trọn vẹn thần kỹ, mỗi một trọng chênh lệch, uy lực cũng là khác biệt một trời một vực. Nếu như về sau, tu luyện hoàn chỉnh thần kỹ, cái kia mỗi một trọng ở giữa chênh lệch, uy lực chênh lệch sẽ càng lớn. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, Hổ Cốt liền hoàn toàn không địch lại, bị Lục Minh một thương quét trúng. Thất trọng lực lượng bộc phát, hắn nửa người đều nổ tung ra, phun máu phè phè, khí tức uể oải. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, hổ nhân tộc đã bị sợ choáng váng. Chỉ là một cái hóa hư cảnh, thậm chí ngay cả Hổ Cốt không địch lại, điều này sao có thể? Đặc biệt là Hổ Mao, đã hoàn toàn mộng. Đi, các ngươi đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Giờ phút này, Hổ Cốt giống to. Đi, đi mau. Những cái kia hổ nhân tộc, mới tỉnh cơn mơ, có ít người xoay người chạy, có ít người muốn đi mang theo Hổ Cốt đào tẩu. Nếu đã tới, liền lưu lại một nửa tích phân lại đi a.
Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình khẽ động, liền xông về hổ cốt. Giờ phút này, hổ cốt nửa người đều nổ tung, căn bản bất lực phản kháng, trực tiếp bị Lục Minh một thương đánh chết. Đón lấy, Lục Minh nâng thương đánh tới mặt khác hổ nhân tộc. Hoàn toàn là thu hoạch, một mặt liệp sát. Mũi thương tung hoành, nguyên một đám hổ nhân tộc thanh niên, bị đánh giết ở đây, hóa thành năng lượng tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, tới đây hổ nhân tộc thanh niên, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Cái này, cái này, cái này. Giờ phút này, ẩn phục ở bốn phía những kiến trúc kia bên trong các tộc thiên kiêu, cũng kém không nhiều sợ choáng váng, nguyên một đám con mắt trừng tròn vo. Hoàn toàn chính là đột sát, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Lúc đầu, không ít người muốn chờ Lục Minh cùng hổ nhân tộc lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt chiếm tiện nghi, giờ phút này trong lòng sợ hãi khôn cùng. Kiếm tiện nghi, ra ngoài chính là muốn chết, Lục Minh lúc đầu không có bao nhiêu tiêu hao. Bọn họ nguyên một đám đại khí cũng không dám thở, ngừng thở, sợ bị Lục Minh phát hiện. Thật nhiều tích phân. Giờ phút này, huy chương trước ngực bên trong, truyền đến liên tục nhắc nhở. Hắn tích phân tăng vọt một đoạn, xếp hạng, cũng tăng vụt lên. Hiện tại, hắn xếp hạng, trực tiếp xông lên khu vực 20 người thứ 51. Rốt cục lại lần nữa trở lại trước 100. Lục Minh mỉm cười. Mà ở trong vạn linh thành, bạo loạn tinh hà người, cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Các ngươi nhìn, Lục Minh xếp hạng, ở tiêu thăng. Thật nhanh, 137, 129, 98, 67. Nhìn xem Lục Minh xếp hạng, không ngừng tiêu thăng, để bọn hắn hít sâu một hơi. Cuối cùng, Lục Minh xếp hạng định ở 51 tên. 51 tên, lợi hại, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà vọt vào khu vực 20-51 tên, chỉ cần ổn định cái bài danh này, hắn nhất định có thể tiến vào trước 100. Không sai, không nghĩ tới, một lần này chính thiên quân, thế mà ra nhiều như vậy thiên tài. Quá kinh người. Bốn phía tiếng nghị luận một mảnh, những cái này thế lực chi chủ, nhìn về phía pháp tổ, tràn đầy hâm mộ. Mà Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt hai người, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Khu vực 20. Lục Minh chính muốn rời đi, đột nhiên, ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên trái phương hướng. Nơi đó, có một cái hắc y thanh niên. Hơn nữa, người này phía sau, có một đôi cánh. Đây là một cái rực nhân tộc. Sau lưng hắn cánh chim chớp động, thế mà lăng không lơ lửng, hướng về Lục Minh bên này bay tới. Phải biết, trong này, là căn bản không thể phi hành, mà người này, lại dựa vào hắn cánh trôi nổi ở không trung bên trong. Là Đặng Vũ, là Đặng Vũ. Không sai, là hắn, một trận chiến này, thế mà đem Đặng Vũ hấp dẫn đến. Bốn phía, những người kia ẩn phục, hít sâu một hơi. Bọn họ vị trí toàn này thành trì, vô cùng to lớn, như một cái tiểu thế giới đồng dạng, bị chia làm Đông Nam Tây Bắc, bốn mảnh nội thành. Mỗi một phiến nội thành, đều có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là, Đông Nam Tây Bắc, có một cao thủ, được công nhận đệ nhất cao thủ, là Đặng Vũ. Hắn là tòa thành trì này đệ nhất cao thủ, một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Chí ít, ở tòa thành trì này, không người có thể địch, là giết ra đến uy danh. Mà bây giờ, Đặng Vũ xuất hiện, chẳng lẽ, muốn cùng Lục Minh một trận chiến? Rất nhiều người lộ ra chờ mong. Lục Minh thực lực, cũng cực kỳ kinh người, đông thành khu đỉnh tiêm cao thủ một trong hổ cốt, ở Lục Minh trong tay, hoàn toàn bị nghiền ép. Bọn họ rất muốn biết rõ, Lục Minh cùng Đặng Vũ, ai mạnh hơn? Ngươi thực lực rất mạnh, không nghĩ tới, tòa thành trì này, lại có ngươi cao thủ như vậy. Đặng Vũ dừng lại, rơi vào một tòa trên phòng ốc, nhìn qua Lục Minh. Đặng Vũ. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Lúc trước hắn nghe cái kia nhân tộc thanh niên đề cập tới, lúc này nhìn thấy Đặng Vũ, lập tức liền nghĩ đến. Không sai. Đặng Vũ gật gật đầu, nhìn qua Lục Minh, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Lúc đầu, ta cũng định tiến về những thành trì khác, tìm kiếm cao thủ khiêu chiến, nhưng hiện tại xem ra, không cần. Đặng Vũ nói ra, trong mắt chiến ý, càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi nghĩ một trận chiến, chính hợp ý ta. Lục Minh cũng lộ ra chiến ý. Không, người ta có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Đặng Vũ lắc đầu. Không phải hiện tại. Lục Minh nghi hoặc. Nói thật, ngươi thực lực rất mạnh, ta căn bản nhìn không thấu, đối lên ngươi, ta không có nắm chắc. Có lẽ, ta sẽ chết ở trên tay của ngươi, ta bây giờ tích phân còn chưa đủ nhiều, nếu là giảm bớt một nửa, ta không có nắm chắc nhất định có thể đi vào trước 100, cho nên, chúng ta ước chiến làm sao? Ở 3 tháng kỳ hạn nhanh đến thời điểm, ở đây một trận chiến,
Làm sao? Đặng Vũ nói. Tốt. Lục Minh không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Đặng Vũ ý nghĩ, hắn hiện tại nếu như bị Lục Minh đánh giết, tích phân giảm bớt một nửa, liền không có nắm chắc có thể ổn vào trước 100. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đi lấy được càng nhiều tích phân, chờ tích phân thật nhiều thời điểm, cho dù tích phân giảm phân nửa, cũng có thể ổn vào trước 100. Vậy thì tốt, 3 tháng kỳ hạn đến trước đó, ở đây một trận chiến. Nói xong, Đặng Vũ quay người đi. Lục Minh muốn cùng Đặng Vũ một trận chiến. Đến lúc đó, nhất định phải tới quan sát. Những người vây xem kia, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lục Minh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt quét bốn phía một chút trong kiến trúc. Những kiến trúc kia ẩn phục người, lập tức toàn thân căng cứng, tim đập rộn lên, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, bị phát hiện? Bọn họ kinh hãi. Kỳ thật, Lục Minh sớm liền phát hiện bọn họ. Hắn trưởng khống chúa tể chi đạo, mặc dù không có khả năng giống như là ở thiên giới như thế, chúa tể một giới, điều động nhất giới chi lực, nhưng là, hắn giác quan cũng tăng cường rất nhiều. Những người kia mặc dù ẩn phục rất tốt, nhưng y nguyên bị Lục Minh phát hiện. Bất quá, Lục Minh cũng không có xuất thủ. Những người này tích phân, cũng cao không được bao nhiêu, chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hắn mới lười nhác xuất thủ. Hắn hiện tại, chỉ đối cao thủ có hứng thú. Lục Minh bước ra một bước, xông lên một tòa kiến trúc, rời khỏi nơi này. Lúc này, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn 1 tháng thời gian. Lục Minh bắt đầu tìm kiếm những cao thủ khác săn giết. Bất quá, đông thành khu, chỉ cần bị người vừa nhìn thấy hắn, liền chạy mất dạng, rất khó tìm đối thủ. Vài ngày sau, Lục Minh đi ra đông thành khu, đi tới mặt khác nội thành. Quả nhiên, đi tới mặt khác nội thành, thì có không có mắt tìm tới Lục Minh, muốn săn giết Lục Minh, đương nhiên, kết quả cũng là bị Lục Minh phản sát. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh tích phân, cũng đang chậm rãi tăng lên. Hắn xếp hạng, cũng đang chậm rãi tăng lên. Khi khoảng cách 3 tháng kỳ hạn không đủ một ngày thời điểm, Lục Minh xếp hạng, tăng lên tới khu vực 20-39 tên. Lúc này, Lục Minh trở về cùng Đặng Vũ địa phương ước định. Thời điểm Lục Minh trở về, đã thấy một bóng người, chờ ở chỗ này. Chính là Đặng Vũ. Ngươi đã đến. Đặng Vũ mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói. Tất nhiên hẹn rồi, tự nhiên sẽ đến. Lục Minh cười một tiếng. Đồng thời, hắn cảm giác nhạy cảm đến, bốn phía trong kiến trúc, ẩn phục không ít người. Một tháng trước, Lục Minh cùng Đặng Vũ ước chiến, đã sớm truyền khắp tòa thành trì này, hai người là công nhận tòa thành trì này mạnh nhất, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. Ra tay đi. Đặng Vũ mở miệng, phi thường trực tiếp, hắn thần lực trên người sôi trào, ở hắn thân thể bốn phía, ngưng tụ ra từng thanh chiến kiếm. Tổng cộng có 36 thanh, kiếm khí trùng tiêu. Chiến. Lục Minh mở miệng, trong lòng bàn tay, hiện ra một cán trường thương. Đụng. Lục Minh đạp mạnh bước, nhân thương hợp nhất, hướng về Đặng Vũ đánh tới. Đi. Đặng Vũ vung tay lên, 36 thanh chiến kiếm, thành kỳ dị tổ hợp, không ngừng hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Oanh, oanh, oanh. Lục Minh trường thương, cùng Đặng Vũ chiến kiếm, không ngừng va chạm, kình khí bốn phía. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Cái này Đặng Vũ, không kém. Lục Minh thầm nói. Giao thủ một cái, hắn cũng cảm giác ra Đặng Vũ tổng thể chiến lực. Đặng Vũ nắm trong tay thần lực, cũng là vương phẩm thần lực, nhưng là, so với bình thường vương phẩm thần lực, mạnh một mảng lớn. Ngang cấp thần lực, cũng có phân chia mạnh yếu, có chút uy lực chênh lệch rất nhiều. Như Đồng Tích Nhi cùng Khang Long hai người, cũng là khống chế vương phẩm thần lực, nhưng là Đồng Tích Nhi vương phẩm thần lực, uy lực liền muốn so Khang Long mạnh hơn một đoạn. Cái này Đặng Vũ, cũng là như thế, hắn vương phẩm thần lực, không thể so Đồng Tích Nhi yếu, thậm chí càng mạnh một bậc. Hơn nữa, hắn không trọn vẹn thần ký, cũng tu luyện tới đệ nhị trọng, hơn nữa đến đệ nhị trọng đỉnh phong, ý thức chiến đấu, cũng phi thường mạnh. Tổng chiến lực, hắn muốn so hổ cốt, mạnh một mảng lớn. Khó trách có thể trở thành tòa thành trì này đệ nhất cao thủ. Lợi hại, lại đến, lại đến. Đại chiến mấy chục chiêu. Đặng Vũ trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, hai tay vung vẩy, kiếm quang khuấy động, 36 thanh chiến kiếm, không ngừng hướng về Lục Minh trùng sát đi. Mỗi một kích, uy lực đều lớn đến kinh người, hơn nữa biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị. Xem ra, vẫn còn cần đem chúa tể chi lực uy lực, lại tăng lên. Lục Minh mỉm cười. Trước đó, hắn cùng với người đối địch,
chú tể chi lực cũng không có toàn bộ bộc phát ra, chỉ là tương đương với phổ thông thần lực uy lực. Giờ phút này, hắn đem chúa tể chi lực bộc phát ra tương đương với vương phẩm thần lực uy lực. Lập tức, chiến lực của hắn liền tăng lên một đoạn, mũi thương tăng vọt, nhất cử đẩy ra Đặng Vũ kiếm quang. Kết thúc a. Lục Minh nói nhỏ, trường thương chấn động, hóa thành một đạo như điện chớp mũi thương, phảng phất thiên ngoại phi tiên, phá toái hư không. Hưu. Mũi thương bên trong, thất trọng lực lượng bắn ra, Đặng Vũ còn dư lại kiếm quang, toàn bộ bị đánh tan, sau một khắc, mũi thương từ Đặng Vũ ngực, đâm xuyên mà qua. Đặng Vũ thân hình, cứng ngắc trên không trung. Lợi hại, lợi hại, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Đặng Vũ mỉm cười, sau đó, thân thể của hắn đụng một tiếng, hóa thành năng lượng biến mất. Lục Minh chiến Đặng Vũ, Lục Minh thắng. Cái này Đặng Vũ, thật kinh người tích phân. Đánh giết Đặng Vũ về sau, Lục Minh tích phân báo táp, xếp hạng, lại tăng lên một đoạn. Lúc đầu, Lục Minh thứ hạng là 20 khu, 39 tên, đánh giết Đặng Vũ về sau, hắn xếp hạng, lập tức lên tới 20 khu, 17 tên. Dù sao, 20 khu, có hơn 5 vạn người, 18 tòa đại thành, có ít người cơ hồ một khắc cũng không ngừng chém giết, tích phân cao hơn hắn, là rất bình thường. Khủng bố, thực sự là khủng bố, Đặng Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Trời ạ, người này chiến lực, thật là kinh người, không nghĩ tới a, bảo loạn tinh hà, thế mà ra một nhân vật như vậy, ta cảm thấy lấy hắn thực lực, đoán chừng có thể trùng kích tổng hạng trước 100. Rất có thể, liền nhìn vòng thứ hai khảo hạch, hắn cùng với mặt khác đối thủ tỉ thí. Bốn phía, những cái kia ẩn phục người quan sát, khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể bình tĩnh. Đặng Vũ, là tòa thành trì này công nhận đệ nhất cường giả, nhưng là cuối cùng, bị Lục Minh đánh giết. Giờ phút này, Vạn Linh Thành bên trong, bạo loạn tinh hà người, đã náo động khắp nơi. Lục Minh, hắn xếp hạng lại tăng lên. Thế mà vọt tới 20 khu 17 tên, cái này cũng quá kinh người. Lợi hại a. Không được, một lần này, chính thiên quân không được. Rất nhiều người cảm thán không thôi. Vòng thứ nhất khảo hạch, còn có một ngày không đến, liền muốn kết thúc. Mà lần này, chính thiên quân, khoảng chừng 5 người, ở riêng mình khu vực. Xếp hạng thứ 100. Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người, phân biệt ở riêng mình khu vực, xếp hạng 70 đến 80. Hai người bọn họ, ẩn giấu thực lực sao? Pháp Tổ nói nhỏ. Hắn nhưng là biết rõ Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người thiên phú, cũng là khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Có thể vừa đột phá võ thần cảnh, liền khống chế thánh phẩm thần lực, ngộ tính tuyệt đối sẽ không thấp, nhưng là, theo bình thường mà nói, các nàng xếp hạng, sẽ không như thế dựa vào sau. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, các nàng ẩn giấu thực lực, mắt thấy không sai biệt lắm có thể tấn cấp, liền không có tiếp tục động thủ. Ngược lại là Đồng Tích Nhi cùng Đán Đán, xếp hạng cao hơn. Đồng Tích Nhi, ở nàng vị trí khu vực, xếp hạng 53. Đán Đán, xếp hạng 36. Tăng thêm Lục Minh, Chính Thiên Quân, tổng cộng có 5 người vọt vào riêng phần mình khu vực trước 100. Bậc này thành tích, cho dù là Vân Phong các chủ, đều muốn hâm mộ, phải biết, Vân Phong các. Cũng chỉ có 3 người xông vào riêng phần mình khu vực trước 100 mà thôi. Mà Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, là ghen tị muốn phát điên. Tại sao có thể như vậy? Lão thiên bất công a. Trong lòng hai người giống to. Trước đó, thế nhưng là có người nói, Lục Minh là dựa vào vận khí, đằng sau nhất định sẽ bị giết, hiện tại thế nào? Pháp Minh mang theo thanh âm diễu cợt vang lên, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam cùng Khang Quý. Hai người tức nổ phổi, đồng thời, có chút bối rối lên. Chính thiên quân xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu, đặc biệt là Lục Minh, thế mà vọt tới 20 khu 17 tên, bậc này thiên phú, nếu là đều gia nhập tần thiên thập tam tông, cái kia Nguyên La Điện cùng Tiêu Giao Tông, nơi nào còn có ngày tốt lành. Bọn họ duy nhất vui mừng chính là, Tư Đồ Phong xếp hạng, cũng không thấp, ở hắn khu vực, xếp hạng 26. Bây giờ nói những cái này, còn hơi sớm, nhìn vòng thứ hai biểu hiện. Nhưng người nào có thể gia nhập ba đại bá chủ thế lực? Tư Đồ Hạo Nam cắn răng nói. Thời gian, khoảng cách lượt này khảo hạch kết thúc, còn có không tới một ngày. Cuối cùng này một ngày, 20 khu vực giết chóc, càng thêm điên cuồng. Bởi vì, một khi tiến vào riêng phần mình khu vực trước 100, cái kia cơ hồ có thể xác định, có thể gia nhập tần thiên thập tam tông. Nhưng là, một khi bị đào thải, vậy liền không nhất định, không phải do tự mình lựa chọn. Hơn nữa, cho dù không có tiến vào trước 100, chỉ cần tích phân càng cao, bị tần thiên thập tam tông chọn chúng tỷ lệ, cũng sẽ càng cao. Cho nên,
Tất cả mọi người điên cuồng. Điên cuồng giết chóc, điên cuồng chém giết. Ta thứ hạng là 103 tên, chỉ cần giết hắn, ta liền có thể đi vào trước 100. Khu vực thứ ba, một cái như đầu nhân thanh niên, điên cuồng thẳng hướng đối thủ của hắn. A, ngươi không muốn hoàn thủ a, không có thời gian, ngươi để cho ta giết, ngươi để cho ta giết, ta liền có thể xông vào trước 100. Khu vực thứ sáu, một thanh niên điên cuồng truy kích một cái khác thanh niên, thế nhưng là, đối phương điên cuồng chạy trốn, để thanh niên kia điên cuồng gầm thét. Kém một chút, hắn cũng chỉ là kém một chút mà thôi, thế nhưng là, đối phương sao lại đàng hoàng nhường hắn giết, hắn trong lúc nhất thời, đuổi không kịp đối phương, vô cùng nóng nảy. Điên cuồng, tất cả mọi người đỏ mắt, điên cuồng chém giết. Cái này liên quan tại đến bọn họ sau này tiền đồ, liên quan đến cả đời vận mệnh, không điên cuồng mới là lạ. 20 khu vực, từng tòa trong thành trì, khắp nơi đều đang trình diễn lấy điên cuồng giết chóc. Nhưng là, có một ít người, lại không ai dám trêu chọc, một khi nhìn thấy, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỏ trốn mất dạng. Như Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng, Lệnh Hồ Diệp đám người. Bọn họ, cũng là riêng phần mình khu vực vương giả, xếp hạng đệ nhất. 20 khu vực, Lục Minh cùng Đặng Vũ đại chiến địa phương, Lục Minh không hề rời đi, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng. Lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ, chờ đợi thời gian đến. Nhưng là, không một người dám đi gây Lục Minh, thậm chí khoảng cách Lục Minh quá gần cũng không dám. Mặc dù, tất cả mọi người biết rõ, Lục Minh trên người tích phân, khẳng định nhiều kinh người, nhưng là, ai dám có ý đồ với hắn? Trừ phi không muốn sống nữa. Thời gian, cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Làm 3 tháng kỳ hạn đến thời điểm, thân thể của hắn, giống như bị một cỗ lực lượng kéo một cái. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, tinh thần của hắn ý chí, về tới trong thân thể, bọn họ, y nguyên còn tại khách sạn trong một gian phòng. Cùng một thời gian, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán bốn người, cũng thanh tỉnh lại. Đỉnh đầu bọn họ, khối ngọc kia phù phát sáng, phía trên, có chữ viết hiện lên, có thể thấy rõ ràng, mỗi người tích phân cùng xếp hạng. Ánh mắt quét qua, liền vừa xem hiểu ngay. Tiểu Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Lục Minh thoáng có chút kinh ngạc, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân xếp hạng, có chênh lệch chút ít thấp. Có lẽ, các nàng ẩn giấu thực lực a. Lục Minh nghĩ thầm. Giờ phút này, cái kia 20 khối to lớn trên màn ảnh xếp hạng, triệt để định xuống dưới. Lần này, bạo loạn tinh hà, tổng cộng có 15 người, tiến nhập riêng phần mình khu vực 100 người đứng đầu. Chính Thiên Quân, trở thành lớn nhất người thắng, khoảng chừng 5 người. Ngay cả Vân Phong Các cũng chỉ có 3 người. Về phần Tư Đồ Phong, Tư Đồ Tiếu, Khang Long đám người, cũng chỉ có Tư Đồ Phong tiến nhập trước 100. Nhanh, riêng phần mình khu vực bài danh phía trên, tốt nhất trước 5.000 tên, toàn bộ ghi chép lại. Riêng phần mình khu vực trước 1.000 tên, đều có thể ghi chép lại, đây chính là toàn bộ Tần Thiên Tinh vực chừng 1.000 tích lũy thiên kiêu. Lúc này, có thật nhiều người, bắt đầu ghi chép trên màn ảnh xếp hạng. Những người này, đến từ Tần Thiên Tinh vực một chút thế lực nhỏ. Tần Thiên Tinh vực, trừ bỏ Tần Thiên Thập Tam Tông, còn rất nhiều thế lực nhỏ, thực lực kém xa tít tắp Tần Thiên Thập Tam Tông, nhưng so sánh Vân Phong các loại hình thế lực, vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Những cái này thế lực biết rõ, bài danh phía trên những người kia, chắc chắn sẽ không gia nhập bọn họ. Cho nên, bọn họ đã nhìn chằm chằm những cái kia xếp hạng hơi dựa vào sau, những người này, Tần Thiên Thập Tam Tông chướng mắt. Liền giống đào bảo đồng dạng, những cái kia xếp hạng dựa vào sau. Cũng không nhất định hoàn toàn không có, vàng. Lịch sử phía trên, cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Có ít người, tại lúc khảo hạch, biểu hiện bình thường, không có bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn chúng, ngược lại gia nhập một cái nào đó thế lực nhỏ. Nhưng là về sau, đã có nhất phi trùng thiên, nghịch thiên quật khởi, thành tựu thiên thần, thần vương, thậm chí trở thành Tần Thiên Tinh vực cao thủ hàng đầu. Một khi đào được dạng này, vàng cái kia thế lực nhỏ, liền kiếm bộn rồi. Rất nhiều thiên kiêu, không có bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn chúng, đều sẽ gia nhập những cái này thế lực nhỏ. Những cái này tiểu hình thế lực, cũng là đối với Tần Thiên Thập Tam Tông mà nói, mới là thế lực nhỏ, cùng bạo loạn tinh hà thế lực một so, những cái này thế lực, không thể nghi ngờ chính là cự vô bá. Có chút thế lực, thế nhưng là có thần vương chấn giữ. Ước chừng qua chốc lát, trên bầu trời, 20 khối màn hình, mới biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là từng hàng chữ. Mà giờ khắc này, Lục Minh bọn họ Ngọc Phù bên trong, bắt ra một đoạn tin tức. Là giới thiệu vòng thứ hai khảo hạch tin tức cùng quy tắc. Đám người tỉ mỉ nhìn kỹ lên.
Vòng thứ hai khảo hạch quy tắc, cũng là ở mộng cảnh không gian bên trong tiến hành, hơn nữa, cùng vòng thứ nhất một dạng, tất cả mọi người tu vi, cũng là áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng. Ở mộng cảnh không gian, cũng chỉ có thể thi triển bọn họ lĩnh hội đến không trọn vẹn thần kỹ. Hơn nữa, vòng thứ hai, là 22 đối chiến lôi đài chiến. 20 khu vực, mỗi một phiến 100 người đứng đầu, tổng cộng 2.000 người, 22 đối chiến. Bất quá tiền đề, bọn họ có tầm một tháng kỳ nghỉ dưỡng sức. Một tháng sau, bọn họ sẽ tiến vào lần trước lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ rừng bia đá, lại một lần nữa lĩnh hội thần kỹ. Lần này, sẽ có thời gian 2 năm. 2 năm sau, vòng thứ 2 mới có thể triển khai. Rất rõ ràng, đây là để có thiên phú, ngộ tính cao, tiến một bước đem chênh lệch kéo dài. Vẫn là một câu, Tần Thiên Thập Tam Tông, nhìn chúng chính là bọn họ ngộ tính, là bọn hắn thiên phú. Ở lôi đài chiến quá trình bên trong, Tần Thiên Thập Tam Tông, sẽ có cường giả giáng lâm, quan sát bọn họ đối chiến, để bọn hắn hài lòng, bọn họ thậm chí sẽ chủ động mời. Cùng vòng thứ nhất bất đồng chính là, ở tại bọn hắn lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ 2 năm bên trong, bọn họ là tùy thời có thể lui ra ngoài, cũng tùy thời có thể tiến vào, muốn tự do không ít. Còn một tháng tu chỉnh kỳ, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lục Minh cười nói. Đám người tự nhiên nhất trí đồng ý. Đám người đi ra khách sạn, ở trên đường cái bắt đầu đi dạo. Đồng thời, nơi này là Vạn Linh Tinh, Tần Thiên Tinh vực lớn nhất thương nghiệp tinh cầu, Lục Minh còn có mấy cái mục đích. Lúc trước, ở cái kia Bắc Thương Tinh Thiên Thần Động Phủ, hắn chiếm được một chút thần đan, hắn nghĩ muốn tìm một chút giới thiệu thần đan điển tịch, phân rõ một phen. Mặt khác, trong tay hắn thần khí không ít, hắn dự định đem một chút thần khí bán đi, sau đó mua sắm một nhóm thần khí mảnh vỡ, cho cầu cầu ăn. Theo cầu cầu cấp bậc tăng lên, hắn đối với thần khí mảnh vụn yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Cấp thấp thần khí mảnh vỡ, đối với nó tác dụng, càng ngày càng nhỏ. Cần mua sắm một chút cao giai một chút thần khí mảnh vỡ. Mặt khác, Lục Minh còn muốn nhìn xem, có thể hay không tìm tới bí thuật gì, che giấu chúa tể chi lực, khiến người khác không dễ dàng nhận ra. Các ngươi trước đi dạo a, ta còn có việc, đi trước. Đi dạo một hồi, Tạ Niệm Quân mở miệng, nói xong, trực tiếp phiêu nhiên mà đi, từ mặt khác một lối đi đi. Lục Minh mấy người, cũng không nghĩ nhiều, Tạ Niệm Quân vốn là cả ngày thần thần bí bí. Bọn họ tiếp tục đi dạo, không lâu sau đó, đi tới một mảnh khu vực phồn hoa. Phiến khu vực này, khắp nơi đều là cửa hàng. Đây là Tần Thiên Tinh vực lớn nhất thương nghiệp tinh, đến từ Tần Thiên Tinh vực các đầu tinh hà thương đội. Quả nhiên là không thiếu gì cả. Mọi người thấy hoa mắt, có chút bảo vật, để bọn hắn đỏ mắt, nhưng là, giá cả lại quý kinh người, không cần nói bọn họ, liền xem như một chút chân thần, thiên thần, cũng mua không nổi. Đi dạo một hồi, bọn họ đi tới một nhà thần khí phô, Lục Minh bán mấy cái thất giai hạ phẩm thần khí, bát giai hạ phẩm thần khí, sau đó hối đoái thành một chút ngang cấp thần khí mảnh vỡ. Sau đó, bọn họ lại đi đến một chút bán thần khí, bí thuật cửa hàng bên trong. Nhiều như vậy thần kỹ, còn có một số bí thuật. Lục Minh trong lòng cũng thất kinh. Đồng Tích Nhi càng là nhìn mắt sáng lên. Ngược lại là Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, sắc mặt coi như bình tĩnh. Liếc mắt quét tới, tối thiểu thấy được mấy trăm loại thần kỹ. Công kích loại, tốc độ loại, phòng ngự loại. Nhưng là, giá cả độ cao, nhưng lại làm cho bọn họ hít vào khí lạnh. Mặt khác, thậm chí còn có bí thuật. Bí thuật, cùng thần kỹ không giống nhau. Bí thuật, thường thường càng thêm thưa thớt, là dùng để phụ trợ, có chút có thể phụ trợ công kích, phụ trợ tốc độ, phụ trợ luyện đan, luyện khí các loại. Lục Minh mỗi loại nhìn lại. Nơi này, đương nhiên không có khả năng có bản thật, cũng là giới thiệu. Chỉ có nhìn chúng, muốn mua, chủ quán mới có thể xuất ra bản thật. Thật thần kỳ bí thuật. Lục Minh phát hiện, có chút bí thuật, có thể trong thời gian ngắn để chiến lược bảo tăng, như chiến tự quyết đồng dạng, bất quá. Cùng chiến tự quyết bất đồng chính là, chiến tự quyết, không có di chứng, những cái này bí thuật, thường thường có di chứng. Có chút, có thể khiến cho tốc độ tăng vọt, có chút, cần đặc thù tu luyện chi pháp, có thể tăng lên người chiến lực. Nhưng là giá cả, thường thường cao mức độ kinh người. Lấy Lục Minh bây giờ giá trị bản thân, đều xa xa mua không nổi. Biến thần thuật. Bỗng nhiên, Lục Minh thấy được một loại bí thuật, ánh mắt sáng lên. Biến thần thuật. Có thể cải biến thần lực khí tức, màu sắc, đẳng cấp. Giới thiệu vô cùng đơn giản, lại vừa vặn thích hợp Lục Minh. Bất quá ít giá, nhưng phải 10 vạn thần tinh, để Lục Minh nhướng mày. 10 vạn thần tinh, so với mặt khác bí thuật, đã vô cùng thấp, nhưng là không phải số lượng nhỏ.
Khách quan, ngươi cần bản này bí thuật sao? Một người điếm viên hỏi Lục Minh. Cái này biến thần thuật, giá cả có thể hay không hơi rẻ? Lục Minh nói. Hơi rẻ, cái này ta làm chủ không được, cần xin chỉ thị trưởng quỹ, ngươi chờ một chút, ta đi mời kỳ trưởng quỹ. Nhân viên lễ phép nói một câu, sau đó vội vàng đi, một hồi, cung điện mang theo một cái trung niên nam tử mà đến. Khách quan, ngươi cần bản này biến thần thuật, như vậy đi, 8 vạn thần tinh bán cho ngươi, liền kết giao bằng hữu. Trưởng quý cười nói, 8 vạn thần tinh quá mắc, 5 vạn thần tinh, ta liền mua. Lục Minh nói, 5 vạn, khách quan, cái này chỉ sợ không được, quá tiện nghi. Trưởng quý lắc đầu, trưởng quý, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, cái này biến thần thuật, tác dụng không lớn, đối với phần lớn người mà nói, căn bản không có tác dụng, ngươi lưu lại nơi này lại lâu, chỉ sợ cũng không có ai sẽ mua, 5 vạn thần tinh, quá nhiều. Lục Minh tùy ý lắc đầu, một bộ không thèm để ý biểu lộ. Đích xác, cái này biến thần thuật, cùng Lục Minh năm đó lấy được thần tức thuật, hoàn toàn không giống. Thần tức thuật, có thể cải biến người khí tức, giống như đổi thành một người khác, bất quá Lục Minh hiện tại tu vi quá cao, thần tức thuật đã vô dụng mà thôi. Mà biến thần thuật, chỉ có thể cải biến thần lực khí tức, đẳng cấp, nhan sắc loại. Nhưng người bình thường, cải biến thần lực của mình đẳng cấp làm gì? Biến thần thuật, tự nhiên chỉ có thể đem cao hơn đẳng cấp thần lực, ngụy trang thành đẳng cấp thấp thần lực. Khẳng định không thể đem đẳng cấp thấp thần lực ngụy trang thành đẳng cấp cao thần lực. Thử hỏi, một dạng khống chế vương phẩm thần lực người, tại sao phải đem thần lực ngụy trang thành phổ thông thần lực? Người bình thường hận không thể bản thân thần lực đẳng cấp cao một chút đây. Chỉ có số rất ít khống chế thánh phẩm thần lực hoặc là thần phẩm thần lực người, vì không làm người khác chú ý, mới có thể đem chính mình thần lực ngụy trang thành đẳng cấp thấp thần lực. Nhưng là dạng người này thực sự quá ít, cho nên tựa như Lục Minh nói, biến thần thuật loại bí thuật này, tương đương với gân gà, căn bản không có người nào sẽ mua. Trưởng quý sắc mặt cũng là một trận biến ảo, hắn biết rõ Lục Minh nói có đạo lý. 5 vạn thần tinh, nhiều hơn nữa, ta cũng không muốn rồi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lục Minh lắc đầu, liền muốn đánh tính quay đầu rời đi. Chờ một chút, khách quan, 5 vạn liền 5 vạn, bán cho ngươi. Trưởng quý vội vàng gọi lại Lục Minh. Lục Minh mỉm cười. Lấy ra 5 vạn thần tinh, giao cho trưởng quỹ, sau đó trưởng quỹ tiến vào cửa hàng chỗ sâu, một hồi trở về, xuất ra một khối ngọc bài cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, bên trong chính là biến thần thuật bí thuật. Thành! Lục Minh vui vẻ. Thu hồi về sau, bọn họ đi ra cửa hàng, tiếp đó, bọn họ lại chuyển một hồi, Tạ Niệm Khanh, Đồng Tích Nhi, Đán Đán bọn họ phân biệt mua một chút thứ cần thiết. Mà Lục Minh cũng mua mấy quyển giới thiệu một chút thần đan thư tịch. Liền quay trở về khách sạn. Phản hồi khách sạn về sau, Lục Minh liền lấy ra giới thiệu thần đan thư tịch, xem xét cẩn thận lên. Tạ Niệm Quân, một thân một mình chuyển, không lâu, nàng đi tới một chỗ cao lớn kiến trúc trước. Có kinh nghiệm nhìn một chút, liền biết, nơi này, là vạn linh tinh nổi danh dò xét tin tức địa phương. Đây là một cái thế lực đáng sợ mở, cái thế lực này, thực lực trải rộng hơn phân nửa hồng hoang vũ trụ, rất nhiều tin tức, đều có thể ở trong này mua sắm. Tạ Niệm Quân đi vào, lập tức có người nghênh đón. Vị cô nương này, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi? Một vị năm kỳ nữ tử hỏi. Ta muốn nghe ngóng tin tức. Tạ Niệm Quân nói. Xin hỏi, là Tần Thiên Tinh vực tin tức, hay là cái khác tinh vực tin tức? Trẻ tuổi nữ tử hỏi. Những tinh vực khác. Tạ Niệm Quân. Những tinh vực khác, mời đi theo ta. Trẻ tuổi nữ tử đem Tạ Niệm Quân, nghênh vào trong một gian phòng, nửa giờ sau. Tạ Niệm Khanh nhíu mày rời đi tòa kiến trúc này. Vạn linh tinh, gió nổi mây phun. Một chút tiểu thế lực, đã bắt tay vào làm cùng một chút xếp hạng không phải rất cao thiên kiêu đụng đầu, hy vọng có thể đem đối phương lôi kéo đi qua. Một gian khách sạn bên trong. Đáng chết, chính thiên quân mấy cái kia tạp chủng, thế mà đều tiến vào trước 100, đáng giận. Khang Long gầm thét, ánh mắt bên trong, tràn đầy nồng nặc ghen ghét. Bên cạnh, Tư Đồ Tiếu cũng kém không nhiều. Lần này, chính thiên quân lại có 5 người, tiến nhập riêng phần mình khu vực trước 100, đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà Khang Long cùng Tư Đồ Tiếu, đều không có tiến vào riêng phần mình khu vực trước 100, hiện tại, muốn gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, huyền, cần nhờ vận khí. Yên tâm, chỉ cần ta gia nhập một tông môn, nhất định tiến cử các ngươi cùng một chỗ tiến vào. Tư Đồ Phong nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ đại ca. Tư Đồ Tiếu bên trong vui vẻ ra mặt.
Tạ Tư Đồ huynh. Khang Long cũng liền liền cảm tạ. Lần này, còn tốt có Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong không chỉ có xông vào hắn phiến kia khu vực trước 100, hơn nữa xếp hạng còn không thấp, tiến vào Tần Thiên Thập Tam Tông, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phong Nhi, vòng thứ hai, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, chỉ có biểu hiện càng tốt, mới có thể bị Tần Thiên Thập Tam Tông coi trọng, gia nhập về sau, đãi ngộ cũng sẽ càng tốt. Tư Đồ Hạo Nam khuyên bảo. Ta biết. Tư Đồ Phong gật gật đầu, trong mắt, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lần này, hắn muốn nhất minh kinh nhân, từ đó đi ra bạo loạn tinh hà. Tần Thiên tinh vực, thậm chí hồng hoang vũ trụ, mới là hắn sân khấu. Vạn Linh Thành phía bắc, một tòa núi lớn phía trên. Nơi này, là hổ nhân tộc hội tụ chi địa. Giờ phút này, trên ngọn núi lớn, truyền ra rít lên một tiếng. Hổ Mao, còn có ngươi, hổ cốt, lấy thiên phú của ngươi, thế mà không có tiến vào khu vực 20 trước 100, đây là có chuyện gì? Hổ Nha ánh mắt như điện, quét về phía hổ Mao, hổ cốt đám người. Hổ Mao, hổ cốt, bình thường như bước hống hống, nhưng là ở hổ Nha trước mặt, lại giống như là lão thử gặp được mèo, bị răng nanh ánh mắt quét qua, kích linh linh dùng mình một cái. Đều là tiểu tử kia, cái kia bạo loạn tinh hà tạp chủng. Hổ Mao cắn răng, đem Lục Minh sự tình, nói một lần. Bạo loạn tinh hà, không nghĩ tới, chỉ là một cái bạo loạn tinh hà, lại có dạng này thiên tài, nhưng là, bất kể là ai, giết ta hổ nhân tộc người, liền muốn nhận trừng phạt. Yên tâm, ở vòng thứ hai, đừng để ta gặp được hắn, bằng không thì, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Hổ Nha âm lãnh nói. Nếu không phải là ở khảo hạch trong lúc đó có quy định, không thể đối với những khác tham gia khảo hạch người động thủ, hắn hiện tại liền phát động lực lượng, tìm tới Lục Minh, đem Lục Minh đánh giết. Thời gian nhoáng một cái, liền qua ba ngày. Mấy ngày này, Lục Minh đã đem mấy quyển giới thiệu thần đan thư tịch xem xong, cũng là từ thiên thần động phủ lấy được thần đan, đại khái phân biệt một lần. Thiên thần động phủ đan dược, đẳng cấp đều không cao, bằng không thì, vị kia thiên thần cũng sẽ không ở lại nơi đó từ bỏ. Có chữa thương đan dược, có giải độc đan dược, có tăng cường tu vi đan dược. Trong đó, để cho Lục Minh cảm giác hứng thú, có hai loại đan dược. Một loại, ngưng thần đan. Một loại, tráng thần đan. Ngưng thần đan, có thể tăng tốc vạn nguyên quy nhất, để hóa hư cảnh, mau hơn bước vào bán thần cảnh. Đây chính là Lục Minh hiện tại yêu cầu. Còn có một loại, tráng thần đan, loại này thần đan, đối với hư thần cảnh có trợ giúp thật lớn. Hư thần cảnh sau khi uống, có thể cô đọng tăng lên thần lực, đột phá cảnh giới, đại đại tu luyện nhanh hơn tốc độ. Trong đó, ngưng thần đan, có 2 bình, tổng cộng 18 viên. Tráng thần đan, khoảng chừng 6 bình, 54 viên. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, đán đán mỗi loại một bình tráng thần đan, dạng này, có thể tăng tốc độ tu luyện của bọn hắn, chính hắn lưu lại 2 bình. Két băng, một bên, Cầu Cầu ôm một khối thần kỳ mảnh vỡ, két băng ăn quên cả trời đất. Lục Minh cười một tiếng, lại lấy ra mấy khối thần khí mảnh vỡ, ném cho Cầu Cầu, mà chính hắn, là xuất ra một khỏa ngưng thần đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Một tháng kỳ hạn, trong nháy mắt tức đến. Một ngày này, khối kia ngọc bài lại phát sáng, đem bọn hắn đưa đến mộng cảnh không gian. Vẫn là lần trước phiến kia rừng bia đá, phía trên, có đủ loại bất đồng không trọn vẹn thần ký. Lần này, bọn họ có thời gian 2 năm lĩnh hội. Giống, giống. Ở rừng bia đá mặt khác một bên, có từng tiếng tiếng thú gào truyền đến. Lần này, cùng lần trước có một chút không giống nhau. Lần này, mộng cảnh không gian bên trong, mở ra một chút lịch luyện địa phương, bên trong tràn ngập vô số hoang thú, đám người có thể tiến vào lịch luyện. Cứ như vậy, đối với lĩnh hội tu luyện không trọn vẹn thần ký, có trợ giúp thật lớn. Em mở người, không có lập tức hành động, mà là hai bên dò xét. Tổng cộng 2.000 người, 2 năm sau, có khả năng cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác có mấy đạo cường đại khí tức, hướng về hắn đè xuống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy mấy bóng người, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Hổ nhân tộc. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, mấy người kia, cũng là hổ nhân tộc, một người cầm đầu thanh niên, dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng, so với lúc trước cái kia hổ cốt, còn cao lớn hơn mấy phần, trên người, có một loại vương bá chi khí. Ngươi chính là Lục Minh. Mấy cái hổ nhân tộc thanh niên, đứng ở Lục Minh trước người, cái kia cầm đầu thanh niên, lạnh lùng mở miệng. Không sai. Lục Minh đáp lại. Rất tốt, ở 20 khu vực, ngươi giết ta hổ nhân tộc không ít cao thủ, ở vòng thứ hai thời điểm,
ngươi tốt nhất đừng gặp được ta, bằng không thì, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Cầm đầu hổ nhân tộc thanh niên dữ tợn nói, trong mắt bắn ra nhiều lần sát cơ. Cái này bạo loạn tinh hà tiểu tử, thế mà đắc tội hổ nhân tộc, hắn xong đời. Bị hổ nha để mắt tới, chỉ sợ hắn vòng thứ hai, muốn không dễ chịu lắm. Bên cạnh, một số người nhỏ giọng nghị luận. Hổ nha, ngươi thật đúng là càng ngày càng không tiền đồ, thế mà theo dõi một cái bạo loạn tinh hà người, đối thủ của ngươi, là ta. Lúc này, một đạo tục tằng thanh âm vang lên, một cái vóc người so hổ nha còn muốn cường tráng mấy phần thanh niên, dầm chân mà ra, cường đại khí tức, ép hướng hổ nha. Kim Thánh, là Kim Thánh. Có người nhận ra người thanh niên này, là cùng hổ nha cùng nổi danh tồn tại, cũng là một vị nắm trong tay thánh phẩm thần lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Kim Thánh, người ta, cuối cùng cũng có một trận chiến, một lần này, người thứ nhất, sẽ thuộc về ta. Hổ nha cười lạnh nói. Buồn cười, liền bằng ngươi, cũng muốn lấy được người thứ nhất. Hạng nhất là ta. Kim Thánh tranh phong tương đối, hai người khí tức va chạm, trên người thần lực tràn ngập, lưu chuyển ra đáng sợ phong mang. Hai người các ngươi, thật đúng là tự luyến không còn giới hạn, muốn đoạt lấy người thứ nhất, các ngươi cũng xứng. Lúc này, có một thanh niên dậm chân mà ra, cùng Kim Thánh, hổ nha hai người, thành thế đối chọi. Dương Trùng, một cái khác khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Kim Thánh, hổ nha, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Một lần này khảo hạch, kiểm tra chính là thiên phú cùng ngộ tính, còn có kinh nghiệm chiến đấu, không phải thần lực đẳng cấp cao là có thể được đệ nhất. Một đạo lãnh u thanh âm vang lên, một cái xà nhân tộc thanh niên dậm chân mà ra, gia nhập giằng co. Không sai, thần lực đẳng cấp cao, chưa hẳn tương lai thành tựu liền cao, chỉ cần có thần công diệu pháp, cái sau vượt cái trước còn nhiều. Lại một thanh niên đi ra. Đụng, đụng. Đón lấy, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, không ngừng có thanh niên thiên kiêu gia nhập giằng co, khoảng chừng 10 cái. Thật là lợi hại, cũng là riêng phần mình khu vực, xếp hạng thứ nhất. Có người kinh hô. Những cái này gia nhập giằng co thanh niên, ở vòng thứ nhất, cũng là riêng phần mình khu vực xếp hạng thứ nhất tồn tại, cả đám đều bản thân tràn ngập lòng tin, cao ngạo tự phụ, không kém gì người. Không chỉ có là những người này, còn có những cái kia riêng phần mình khu vực xếp hạng thứ hai, thứ ba, cả đám đều tràn đầy tự tin. Ở vòng thứ nhất, cũng không phải là tích phân đệ nhất, thì càng mạnh, có đôi khi, cũng cần vận khí, có ít người tích phân thấp, không có nghĩa là không mạnh. Những người này, cũng tràn đầy chiến ý, muốn cùng Kim Thánh, hổ nha đám người tranh phong. Lục Minh tùy ý cười một tiếng, lui về phía sau mấy bước, lười nhác cùng những người này tranh phong. Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng, hai năm sau giao thủ, tự nhiên sẽ biết. Vậy hai năm sau, một trận chiến A. Hổ nha lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Lục Minh, thân hình khẽ động, mang theo hổ nhân tộc thiên kiêu, xông về rừng bia đá. Đón lấy, Kim Thánh đám người, cũng xông hướng rừng bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Bá, bá, bá. Sau đó, những người khác thân hình lấp lóe, hướng về rừng bia đá phóng đi. Lần này, chỉ có 2.000 người, thoạt nhìn thưa thớt, trong nháy mắt chui vào đến rừng bia đá bên trong. Bất quá, người khác nhau, có bất đồng lựa chọn. Có ít người, xông vào rừng bia đá bên trong, tìm kiếm mới không chọn vẹn thần ký tu luyện. Tỷ như, phần lớn người, đều sẽ lựa chọn nữa một môn tốc độ loại không chọn vẹn thần ký, hoặc là phòng ngự loại không chọn vẹn thần ký, cùng công kích không chọn vẹn thần ký phối hợp, uy lực chắc chắn càng mạnh. Nhưng là cứ như vậy, đồng thời lĩnh hội mấy môn không chọn vẹn thần ký, nhất định sẽ phân tán rất lớn tinh lực. Mà có ít người, trực tiếp lướt qua rừng bia đá, xông vào rừng bia đá một phương khác, tiến vào lịch luyện địa phương, tìm kiếm hoang thú chém giết, chuyên tâm tu luyện một môn không chọn vẹn thần ký. Chỉ cần đem một môn không chọn vẹn thần ký tu luyện tới cảnh giới cực cao, uy lực đồng dạng cực kỳ kinh người. Cá nhân, có cá nhân lựa chọn. Lục Minh, cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ phân tán ra, Lục Minh ở rừng bia đá bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Lục Minh, cũng dự định lựa chọn nữa một môn không chọn vẹn thần ký tu luyện. Ngộ tính của hắn đầy đủ cao, nhiều tuyển một môn mới là vương đạo. Không lâu sau đó, Lục Minh chọn chúng một môn tốc độ loại hình không chọn vẹn thần ký. Một môn này không chọn vẹn thần ký, lại còn có danh tự. Bằng dực thuật, cảm ngộ đại bằng phi hành, diễn hóa mà đến, một khi thi triển, giống như đại bằng triển xí, tốc độ kinh người. Đồng dạng, một môn này không chọn vẹn thần ký, phân làm thất trọng. Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên. Hơn một tháng sau, Lục Minh mới nhập môn. Nhập môn về sau, Lục Minh liền không có tiếp tục ở nơi này tu luyện,
hắn xuyên qua rừng bia đá, đi tới mặt khác một bên. Hắn muốn đi vào lịch luyện địa phương, tìm kiếm hoang thú chém giết, dạng này tu luyện, tốc độ mới là nhanh nhất. Rừng bia đá mặt khác một bên, có một cái to lớn hang động, tổng cộng có 72 cái, thông hướng bất đồng lịch luyện địa phương. Những cái này động hư, lần trước bọn họ tiến vào nơi này thời điểm, là không có, là một lần này mới xuất hiện. Lục Minh tùy ý đi vào một cái huyệt động, xuyên qua hang động, trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận bình nguyên. Giống, giống. Bên trên bình nguyên, hống khiếu như sấm, có thể nhìn thấy từng con to lớn hoang thú đang du tẩu. Có chút hoang thú, đã cùng một chút thanh niên chém giết cùng một chỗ. Bằng dực thuật, Lục Minh trong lòng hơi động, chú tể chi lực vận chuyển bằng dực thuật, sau lưng của hắn, giống như xuất hiện một đôi vô hình cánh, để tốc độ của hắn bạo tăng, hướng về bình nguyên phóng đi. Giống. Không lâu, một cái như sư tử một dạng hoang thú, có thể cao tới 10 mét, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lục Minh không có đánh trả, thì triển bằng dực thuật, thân hình thoát một cái, tránh khỏi một cái này hoang thú công kích, vòng qua hoang thú, xâm nhập bình nguyên. Trên đường, không ngừng có hoang thú công kích Lục Minh đều lấy bằng dực thuật tránh né, dạng này, còn có thể ma luyện bằng dực thuật. Một mực xâm nhập, Lục Minh cũng không biết đi sâu vào bao nhiêu dặm, đến nơi đây, đã không gặp được mặt khác thanh niên thiên kiêu. Lúc này, Lục Minh mới ngừng lại được. Giống, giống. Lập tức, có mấy cái hoang thú, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Những cái này hoang thú thực lực, đều không phải là rất mạnh, có chút tương đương với hư thần cảnh nhất trọng, có chút hư thần cảnh nhị trọng, hư thần cảnh tam trọng, cũng tương đối ít. Đương nhiên, cũng sẽ có hư thần cảnh tứ trọng, hoặc là hư thần cảnh tứ trọng trở lên, đương nhiên, số lượng càng ít. Lục Minh trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cán trường thương, đồng thời thi triển bằng dược thuật, hướng về mấy con hoang thú đánh tới. Mũi thương tung hoành, hống khiếu như sấm, khổ tu, bắt đầu. Có hoang thú tôi luyện, đối với không trọn vẹn thần ký tốc độ tu luyện tăng lên nhanh rất nhiều. Hết tập 176.